chương 341, tôi cầu xin anh. Lúc này bên trong đã có âm nhạc nổi lên, mọi người đều kích động chờ đợi. Chu vận, chu vận, tiếng hò hét và hoan hô gần như chấn động cả một vùng. Người chịu trách nhiệm chính trong ban tổ chức thật sự sốt ruột đến đỏ cả mắt. Nhiều người như vậy, nếu ẩm ý thì hôm nay bọn họ sẽ tiêu đời, hơn nữa nếu chu vận không đi vào, bị nhiều người trả vé thì thật sự không đùa được người chịu trách nhiệm chính trong ban tổ chức nhất thời toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Chị Vận, chị không thể không đi vào được. Tránh ra, các cậu mau tránh ra cho tôi. Người chịu trách nhiệm chính trong ban tổ chức hét lớn, bảo vệ lập tức nhường đường cho bọn họ. Bây giờ mấy người mới cho chúng tôi vào trong à? Lạc Tú cười khinh bỉ. Audio điện tử võ tấn bền. Mời vào, mời hai vị đi lối này. Bây giờ người chịu trách nhiệm chính đâu dám nói chứ không? Nhưng thật ngại quá, bây giờ tôi không muốn đi vào nữa." Lạc Tú lắc đầu nói. "Nếu anh Lạc không tiến vào thì tôi vẫn nói câu nói đó, tôi cũng không đi vào, cùng lắm thì buổi biểu diễn hôm nay không tổ chức nữa." Chu Vận đứng khoanh tay nói. "Không tổ chức buổi biểu diễn nữa ư? Rốt cuộc chuyện này là sao? Có cần cứng nhắc như vậy không? Phải biết rằng, nếu hôm nay không tổ chức buổi biểu diễn thì không chỉ có ban tổ chức bị thiệt hại." mà ngay cả Chu Vận cũng thế, trước tiên không nói đến chuyện tổn thất về tiền bạc, mà chắc chắn danh tiếng cũng sẽ bị giảm sút. Thật nực cười, chuyện này chẳng khác nào lấy 5-6 nghìn người ra đùa bỡn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ chấn động giới giải trí. Chẳng lẽ Chu Vận lại không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng này ư? Ừ. Chính vì biết hậu quả nghiêm trọng như vậy, mà vẫn dám đứng về phía lạc tú như vậy, điều này chứng tỏ mối quan hệ này khăng khít đến nhường nào bây giờ thẩm tuấn trạch và lý giai di đã hoàn toàn chết lặng không ngờ lạc tú lại có giao tình với thiên hậu hơn nữa không chỉ có giao tình mà còn khăng khít đến thế làm sao một tên ngốc đến từ huyện lỵ như anh lại dính dáng đến nhân vật này cơ chứ thẩm tuấn trạch và lý giai di nhất thời sửng sốt chị vận bà cô của tôi ơi chị mau bước ra sân khấu đi tôi cầu xin chị đấy tôi nói rồi nếu hôm nay anh lạc không tiến vào thì tôi cũng thế anh ấy từng cứu mạng tôi nên không có thứ gì quan trọng hơn ân nhân cứu mạng chu vận lạnh lùng nói tiểu tú con thẩm nguyệt lan hơi ngạc nhiên chỉ là sự trùng hợp thôi lạc tú đáp anh lạc cầu xin anh tôi cầu xin anh hãy đi vào trong bằng không lát nữa sẽ xảy ra chuyện lớn đấy bây giờ người chịu trách nhiệm chính đã hoảng loạn rồi bởi vì chỉ còn một phút nữa là tới giờ biểu diễn giám đốc trương xảy ra chuyện rồi các bộ phận đều đã vào vị trí nhưng không thấy chị vận đâu cả Bộ đàm vang lên giọng nói của nhân viên hậu đài, rõ ràng đang rất sốt ruột. "Anh Lạc, tôi cầu xin anh, anh mau vào trong đi." Bây giờ người chịu trách nhiệm chính thật sự nôn nóng, suýt chút nữa là quỳ xuống cầu xin Lạc Tú. "Bỏ đi, tiểu Tú, con đừng hại Chu Vận nữa, lát nữa mẹ còn phải chụp ảnh, ký tên với cô ấy nữa." Thẩm Nguyệt Lan bỗng nói với Lạc Tú. "Bác gái, bác muốn chụp 10 tấm cũng được, bác muốn chụp bao nhiêu tấm với cháu thì cứ việc chụp." Chu Vận cười đáp, chúng ta đi thôi, Thẩm Nguyệt Lan đã nói như vậy rồi, Lạc Tú đành phải đi vào trong cùng bọn họ. Còn hai người bọn họ thì sao? Lạc Tú chỉ về phía Thẩm Tuấn Trạch. Anh Lạc, anh cứ yên tâm, chắc chắn chúng tôi sẽ không cho bọn họ đi vào trong. Người chịu trách nhiệm chính vội đáp. Các cậu đã nghe thấy rõ chưa? Người chịu trách nhiệm chính nói với đội bảo vệ. Chúng tôi hiểu rồi À. Bây giờ Thẩm Tuấn Trạch đã hoàn toàn chết lặng. Lý Giai Di cũng trợn tròn mắt, cảm thấy mặt mình nóng bừng. Lúc nãy cô ta còn nói với người ta rằng, lạc tú đấu không lại thẩm tuấn trạch, ai rè chỉ trong tích tắc đã đảo ngược tình thế. Lần này đã khiến Lý Giai Di mất hết mặt mũi. Nhất là thẩm tuấn trạch, trợn mắt há mồm chứng kiến mọi chuyện. Đội trưởng đội bảo vệ rút rùi cui ra nói. Làm phiền hai người hãy rời khỏi đây. Bọn họ nhanh chóng trở mặt không nhận người quen. Thẩm Tuấn trạch tức đến mức mặt mày đỏ bừng, nhất là lúc này còn đang đứng trước mặt lý giai di khiến anh ta kích động hận không thể lao tới bóp chết lạc tú ngay nhưng bây giờ lạc tú đã đi vào trong rồi hừ mấy người cứ chờ đấy thẩm tuấn trạch giận giữ ném lại một câu nhưng lại càng chứng tỏ anh ta đang thẹn quá hóa giận và bất lực lý giai di theo sau thẩm tuấn trạch vẻ mặt hơi do dự và thắc mắc anh tuấn trạch anh nói thử xem liệu lạc tú có giống như những gì chúng ta đã nghĩ hay không nói cách khác vẫn còn nhiều chuyện về anh ta mà chúng ta không hề hay biết lý Giai di hơi hoài nghi trên mặt cũng hiện lên vẻ ngờ vực dù gì biểu hiện của lạc tú cũng quá khác thường chuyện này có là gì chẳng qua là do cậu ta may mắn quen biết thiên hậu mà thôi em thật sự cho rằng bản thân cậu ta có tài cán gì hà em cảm thấy người lớn lên ở huyện lỵ từ nhỏ đã không được đào tạo tốt thì có thể có tài cán gì thẩm tuấn trạch khinh bỉ nói lý giai di hơi do dự cuối cùng vẫn tán thành với quan điểm của Thẩm Tuấn Trạch. Quả thật, mặc kệ Lạc Tú thế nào thì nơi sinh ra cũng đã hạn chế anh. Đừng nói đến năng lực và nỗ lực gì ở đây, bằng không trên thế giới này sẽ không có nhiều người đố kỵ với cậu ấm cô chiêu như vậy. Có thứ là trời sinh, có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Xuất phát điểm của mấy người đó đều là vạch đích mà cả đời người bình thường cũng không thể chạm tới được. Thẩm Tuấn Trạch chính là như vậy bây giờ giá trị bản thân của anh ta đã lên tới mấy tỷ. Nếu là một người bình thường thì ở độ tuổi này, hoàn toàn không thể đạt tới thành tựu đó. Đây chính là ưu thế của thế gia lớn, cũng chính là hiện thực. Lý Giai Di liền gạt đi nỗi do dự và ngờ vực trong lòng mình, nhanh chóng đuổi theo Thẩm Tuấn Trạch. Thẩm Tuấn Trạch mới là sự lựa chọn và trốn trở về cao nhất của cô ta, nếu so với Thẩm Tuấn Trạch thì cho dù Lạc Tú cố gắng cả cuộc đời cũng không thể đạt đến thành tựu như vậy. Bên này, buổi biểu diễn đã kết thúc lạc tú dẫn thẩm nguyệt lan về nhà trên đường về điện thoại của thẩm nguyệt lan liên tục gieo lên không biết bà đang nói chuyện với ai nữa thậm chí có đôi lúc bà còn cười trộm mấy lần thẩm nguyệt lan đang liên lạc với công ty mai mối định cho lạc tú đi xem mắt tất nhiên chủ yếu vẫn là vì có một người quen nên thuận tiện giới thiệu dù gì trong mắt thẩm nguyệt lan lạc tú cũng lớn như vậy rồi mà vẫn chưa có bạn gái là điều bất thường bà chỉ mong sớm ngày được bồng cháu, mặc dù sức khỏe của bà không cho phép. Nhưng nói không chừng bà vẫn có thể tận mắt nhìn thấy con dâu. chương 342, đi xem mắt. Mới sáng sớm, Lạc Tú đã bị gọi dậy, Thẩm Nguyệt Lan ném cho Lạc Tú một bộ đồ vest trang nhã mới tinh. Bộ đồ vest màu xanh thấm càng làm nổi bật vóc dáng cao lớn của Lạc Tú, giống như cây trường thương đang đứng ngạo nghế. Dựa theo yêu cầu của Thẩm Nguyệt Lan, Lạc Tú đã sửa sang lại mái tóc, ăn mặc chỉnh tề cả tiếng đồng hồ, Thẩm Nguyệt Lan mới buông tha cho Lạc Tú. Sau đó, Thẩm Nguyệt Lan càng nhìn càng hài lòng về con trai mình. Con ăn mặc thế này rất đẹp trai, Thẩm Nguyệt Lan chống cầm bằng một tay đánh giá. Bà vừa nói đến đây thì tiếng gõ cửa liền vang lên. Thẩm Nguyệt Lan mở cửa ra, người gõ cửa là Lý Anh Anh. Lý Anh Anh vốn định thúc đẩy con gái Lý Giai Di của mình với Lạc Tú. Nhưng rõ ràng hai người đều không có ý đó, hơn nữa tối qua Thẩm Nguyệt Lan cũng trò chuyện với Lý anh anh rồi. Cuối cùng bà ta vẫn quyết định từ bỏ, giúp Lạc Tú đi xem mắt, tìm một cô gái bình thường là được. Thẩm Nguyệt Lan chẳng có yêu cầu gì, chỉ cần Lạc Tú thích là được, cũng không quan tâm đến gia thế, ngoại hình và lai lịch như thế nào. Đoàn người ngồi lên xe, đi đến tiệm cà phê kiểu Tây. Phong cách của tiệm cà phê rất thích hợp để đi xem mắt, ánh đèn dịu dàng ấm áp, xem ra rất thích hợp để hẹn hò nhưng mấy người thẩm Nguyệt Lan vừa bước vào đã sững sờ. Bởi vì Lý Giai Di và thẩm Tuấn Phong cũng đang ở đây. thẩm Nguyệt Lan nhìn Lý Anh Anh, với vẻ mặt nghi hoặc. Tôi chỉ nhắc với Giai Di một câu, không ngờ con bé lại đi nói với người nhà họ thẩm Lý Anh Anh tràn đầy ái náy, rõ ràng mấy người này tới đây để quấy rối Nhưng bây giờ đã không kịp thay đổi địa điểm nữa rồi. Dì Nguyệt Lan, cháu nghe nói gì định cho em trai tiểu tú đi xem mắt đúng không? thẩm tuấn phong đứng bên cạnh cười hỏi bây giờ cho dù thẩm nguyệt lan là bậc bề trên cũng không nén được giận bà bình ổn lại hơi thở dứt khoát phớt lờ thẩm tuấn phong còn lạc tú thì sửng sốt ngạc nhiên nhìn thẩm nguyệt lan rõ ràng ngay cả anh cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại trở nên như vậy không ngờ mẹ của mình lại sắp đặt cho mình đi xem mắt nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của lạc tú thẩm nguyệt lan lúng túng ho khan một tiếng nếu chúng ta đã tới đây rồi không thể lâm trận bỏ chạy được đúng không thẩm nguyệt lan vỗ vai lạc tú nghiêm túc nói bây giờ lạc tú bỗng cảm thấy dở khóc dở cười anh đường đường là tiên tôn từng vang dội trên tiên giới bao nhiêu tiên tử thánh nữ muốn gả cho anh làm bạn đời của anh lần này thì hay rồi bị mẹ của mình lừa một vố nếu chuyện anh đi xem mắt bị truyền ra ngoài e rằng sẽ bị người khác cười đến mức rụng răng quả nhiên là mẹ ruột dùng thực lực để hại con trai mình chúng ta cứ ngồi xuống trước đi thẩm nguyệt lan dứt khoát đẩy lạc tú ngồi xuống ghế sofa giai di con làm sao thế rõ ràng lý anh anh hơi không vui con gái mình không chỉ tới đây mà còn dẫn theo người nhà họ thẩm tới xem náo nhiệt mẹ lát nữa con sẽ giải thích với mẹ lý giai di giải thích thật ra chuyện này cũng rất trùng hợp bởi vì cô gái đi xem mắt là người quen của lý giai di nghĩ đến đây Lý Giai Di cảm thấy chắc chắn hôm nay Lạc Tú không vui rồi. Bởi vì cô ta cũng hiểu đôi chút về cô gái mà mình quen biết kia, ánh mắt của người kia cũng không tệ, nói thẳng ra là khá cao, khá kén chọn. E rằng với gia thế, bối cảnh, trình độ học vấn và địa vị của Lạc Tú, người ta sẽ hoàn toàn coi thường anh. Rất nhanh đã có hai người tiến vào, trong đó có một người phụ nữ hơn 30 tuổi, ăn mặc cực kỳ thời thượng, đeo túi sách LV, vừa nhìn là biết cuộc sống rất khá giả bà ta tên là Vương Tú Liên, là bà mối. Còn cô gái bên cạnh bà ta thì hơi thu hút ánh nhìn, chứ không hẳn là quá xinh đẹp, nếu tẩy trang đi, mặc dù hơi xinh đẹp, nhưng chắc chắn không thuộc cấp bậc người đẹp. Nhưng phong cách ăn mặc lại cực kỳ kiêu căng. Váy dài xẻ tà, lộ ra chiếc đùi trắng nón, chân mang đôi guốc rất cao, cũng có tí nhan sắc, bên dưới mái tóc dài là cặp kính đen, mặc dù đã che khuất đôi mắt, nhưng nhìn thấy tướng mạo đó đã biết là người khá kiêu căng ngạo mạn dáng vẻ người sống chớ tới gần chị nguyệt lan vương tú liên chào hỏi thẩm nguyệt lan trước rồi nói đây chính là cậu nhà đúng không trông rất phù hợp với tiêu chí vương tú liên là bà mối vừa gặp mặt đã khen ngợi chứ bà ta không thật sự nghĩ như thế mà đây chỉ là thói quen nghề nghiệp để tôi giới thiệu một chút đây là Liễu thiến đừng thấy cô ấy độc thân mà lầm điều kiện cực kỳ vượt trội đấy vương tú liên khen ngợi không biết là thật hay giả nhưng nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Liễu Thiến, có lẽ điều kiện thật sự rất tốt. Chào cháu thiên Thiến Thiến, Thẩm Nguyệt Lan hào phóng giơ tay ra, đồng thời còn nhéo lạc tú, khiến anh bất đắc dĩ nói một câu chào cô. Không cần đâu, chúng ta bắt đầu ngay đi, lát nữa tôi còn có việc. Liễu Thiến lạnh lùng nói, dứt khoát phất lờ bàn tay đang vươn ra của Thẩm Nguyệt Lan rồi đặt mông ngồi xuống ngay. Hành động này đã khiến Thẩm Nguyệt Lan hơi lúng túng thu tay về, cũng khiến Lạc Tú khẽ cau mày nhưng Liễu Thiến chẳng hề để tâm, nói thật, cô ta không có ấn tượng đầu tiên quá tốt đối với Lạc Tú, mặc dù trông Lạc Tú rất điển trai, ăn mặc cũng gọn gàng sạch sẽ. Nhưng không phù hợp với gu thẩm mỹ của cô ta, cô ta thích kiểu người trắng trẻo giống như tiểu thịt tươi hơn. Nhưng trên người Lạc Tú lại toát ra khí phách và hơi thở nam tính. Quan trọng nhất là vẻ ngoài của Cát Phú không chỉ không có điểm nhấn, mà bộ đồ anh đang mặc cũng chỉ có mấy vạn, hoàn toàn khác xa với cậu ấm và con ông cháu cha trong trí tưởng tượng của cô ta lý giai di chứng kiến cảnh tượng này thì càng khẳng định suy đoán của mình ngồi bên cạnh lắc đầu vừa nhìn thấy cảnh này cô ta đã biết chắc rằng hôm nay không thành công rồi còn thẩm tuấn phong thì cười khẩy anh ta đã chuẩn bị một món quà bất ngờ để tặng cho lạc tú thu nhập của anh thế nào liễu thiến hỏi thẳng tôi thất nghiệp lạc tú đã bắt đầu đáp qua loa nếu không phải Thẩm Nguyệt Lan đang ở đây, anh đã sớm phủi tay bỏ đi rồi. Ừm, vậy anh có nhà ở Vành đai số 1 Yên Kinh không?" Liễu Thiến lại kiêu ngạo hỏi. Chương 343, các bạn gái. Liễu Thiến vừa nói vừa tỏ vẻ rất kiêu ngạo, như thể đây là lẽ đương nhiên. Tất nhiên, chồng tương lai của tôi phải phụng dưỡng cha mẹ cùng tôi, hơn nữa hy vọng sau khi kết hôn cũng có thể mua một căn nhà cho cha mẹ tôi, không cần ở Vành đai số 1 nhưng ít nhất cũng phải ở trong vành đai số 2. Về xe thì không cần quá xa hoa, nhưng ít nhất cũng phải từ 2 đến 300 vạn. Còn xính lễ thì tối thiểu là một căn nhà ở vành đai số 1 và 1.000 vạn tiền cưới. Liễu Thiến khoanh tay trước ngực nói. Về đồ trang sức thì không được thiếu một thứ. Còn nữa, tôi sẽ không làm việc nhà, trong nhà phải mời bảo mẫu tới giặt đồ nấu cơm. Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, đó là sau khi kết hôn, quyền tài chính trong nhà phải do tôi nắm giữ, một xu cũng phải qua tay tôi. Liễu Thiến nói ra một chàng, khiến Thẩm Nguyệt Lan hơi sững sờ, bởi vì yêu cầu của cô gái này quá cao. Cô gái à, yêu cầu này của cô hơi, hơi, Thẩm Nguyệt Lan hơi ngại ngùng nói ra. Tôi yêu cầu quá cao đúng không? Liễu Thiến bỗng cười khẩy. Yêu cầu này của tôi đã ở mức độ thấp nhất rồi. Liễu Thiến lại lạnh lùng nói. Nói thật, tôi không vừa mắt con trai của bà, Tôi đưa ra yêu cầu này cũng không phải cố ý gây khó dễ cho anh ta, mà bởi vì đây thật sự là yêu cầu thấp nhất của tôi. Ứng cử viên mong muốn trong lòng tôi phải là con ông cháu cha, hơn nữa không phải con ông cháu cha bình thường, mà phải là người ở trong gia tộc lớn." Liễu Thiến tiếp tục khinh thường nói. "Ồ, vậy cho tôi hỏi cô có thứ gì?" Lạc Tú bỗng lên tiếng, bởi vì anh cảm thấy đối phương hoàn toàn tới đây để mỉa mai người khác. "Tôi có thứ gì ư?" Liễu Thiến cười khẩy tựa vào ghế sofa tôi có gương mặt xinh đẹp là đủ rồi nói thật với điều kiện của anh có thể tìm được bạn gái là may lắm rồi đừng bao giờ hy vọng xa vời rằng mình có thể tìm được người xinh đẹp như tôi liễu thiến khinh bỉ nói chị tú liên sau này mặt hàng như này đừng gọi cho tôi nữa tránh lãng phí thời gian của tôi liễu thiến dứt khoát đứng dậy xoay người định rời đi thật ra điều kiện ban nãy đã rất thấp trong lòng cô ta rồi hơn nữa dựa vào gương mặt xinh đẹp của cô ta cô ta cảm thấy mình hoàn toàn có thể tìm được người tốt hơn. Thiến thiến, vương tú liên mở miệng, định giữ cô ta lại, nhưng liễu thiến đã được hai bước rồi, hoàn toàn không có ý muốn quay đầu. Lý Giai Di ngồi bên cạnh lắc đầu. Thật ra cô ta không cảm thấy liễu thiến nói quá đáng, cũng không cảm thấy yêu cầu mà liễu thiến đề ra hơi cao. Bởi vì đây đã là yêu cầu rất thấp trong giới của bọn họ. Sở dĩ thẩm Nguyệt Lan cảm thấy cao là vì điều kiện của lạc tú quá kém cỏi, Hoàn toàn không xứng với người ta. Xem mắt ở Yên Kinh, còn tìm bà mối, dẫn người mà mình quen biết tới. Đúng là tự dước lấy nhục. Trước tiên không bàn đến ra thế bối cảnh và điều kiện, mà chỉ riêng tính cách của Lạc Tú thì ai có thể chấp nhận được. Làm gì có người phụ nữ nào thích tính cách của Lạc Tú chứ. Cho dù đi xem mắt thành công, e rằng chưa đến một ngày đã bị vứt bỏ ngay tức khắc. Ban đầu mẹ của mình còn muốn tác hợp mình với Lạc Tú không biết rốt cuộc mẹ của mình đang nghĩ gì nữa. Lý Giai Di cảm thấy, Lạc Tú không có bạn gái không phải là điều bất ngờ, mà là điều tất yếu, bởi vì với tính cách của Lạc Tú, có người thích mới là chuyện lạ đó. Khoan đã, cô gái, Thẩm Nguyệt Lan bỗng đứng dậy nói. Tôi nói này cô gái, tại sao cô còn nhỏ mà lại ăn nói độc ác như vậy? Thẩm Nguyệt Lan hơi bất mãn về những lời mà Liễu Thiến vừa mới nói với Lạc Tú. Tôi có nói sai à? liễu thiến quay đầu lại nhướng mày hỏi tôi là một trong những người dễ nói chuyện nhất trong giới của chúng tôi đấy liễu thiến nói tiếp nếu đổi thành người khác e rằng vừa liếc mắt đã chẳng thèm ngồi xuống lãng phí thời gian rồi liễu thiến cười khẩy nói sau đó liễu thiến lại xoay người định rời đi người đẹp khoan đã đây không còn là giọng của thẩm nguyệt lan nữa mà là của thẩm tuấn phong chỉ thấy thẩm tuấn phong đút hai tay vào túi quần cười khẩy rồi ra oai như đang khiêu khích nhìn Lạc Tú. Sao thế, Liễu Thiến quay đầu lại nhìn Thẩm Tuấn Phong. Mặc dù trông Thẩm Tuấn Phong có vẻ u ám, nhưng nước da lại trắng trẻo, có điều hơi trắng đến mức lạ thường. Người đẹp, xin cô đợi một lát. Mấy điều kiện về nhà và một nghìn vạn tiền xính lễ mà cô đề ra ban nãy hoàn toàn không thành vấn đề. Tôi cũng không cần phải nói gì nhiều, mà tôi chỉ có thể nói cho cô biết, tôi họ thẩm cô có hiểu không? thẩm tuấn phong khoanh tay trước ngực kiêu ngạo nói do đó bây giờ tôi muốn cô làm bạn gái của tôi cô có đồng ý không thẩm tuấn phong làm như vậy hoàn toàn là để chọc tức lạc tú khiến lạc tú khó chịu dù gì ban nãy liễu thiến cũng coi thường lạc tú nếu bây giờ anh ta có được liễu thiến ngay tại đây chí ít có thể vả vào mặt lạc tú lý giai di hơi sửng sốt không ngờ thẩm tuấn phong lại làm như vậy hôm nay thẩm tuấn phong cố ý đến tìm lạc tú tất nhiên sẽ hỏi thăm Lý Giai Di. Lý Giai Di cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền nói ra chuyện hôm nay Lạc Tú sẽ đi xem mắt cho Thẩm Tuấn Phong biết. Ai dè bây giờ Thẩm Tuấn Phong lại giờ trò này. Sắc mặt của Thẩm Nguyệt Lan nhất thời xa xầm. Rõ ràng điều này đã khiến bà rất khó chịu. Ở đâu ra cái thói làm việc như vậy chứ? Thế nào, Thẩm Tuấn Phong lại lên tiếng hỏi. Tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Liễu Thiến không nói hai lời, bước tới ôm lấy cánh tay của Thẩm Tuấn Phong. Thẩm Tuấn Phong cười khẩy nhìn Lạc Tú. Em trai Lạc Tú, vậy là cậu không tìm được bạn gái rồi. Nếu cậu thật sự không tìm được bạn gái thì cứ nói với anh Phong một tiếng, tôi có thể tìm giúp cậu mấy cô, nhưng theo tôi thấy, thật sự rất khó đó. Xã hội ngày nay chính là nếp sống như thế, nên cậu thật sự không thể trách con gái nhà người ta sống thực tế được. Thẩm Tuấn Phong chế diễu. Tiểu Phong, cháu hơi quá đáng rồi đấy. Lý anh anh ngồi bên cạnh lên tiếng trách mắng. Chương 344, năm người đẹp hội tụ. Cô gái lên tiếng mặc áo T-shirt màu trắng, phối với quần jean màu xanh, mặc dù ăn mặc rất giản dị, nhưng gương mặt xinh đẹp dịu dàng kia lại khiến người khác si mê. Đây chính là Giang Khả Khả, người nhà họ Giang ở Hải Đông. Còn người ở phía sau trông có vẻ hơi kiêu ngạo, nhưng lại là chủ tịch bá đạo giàu kinh nghiệm, khí chất bức người, tràn đầy phong thái ngự tỷ cuối cùng Hạ Hân Hân cũng tới xin lỗi rồi. Hơn nữa không chỉ có một mình cô ta, mà phía sau vẫn còn một cô gái trông có vẻ oai hùng mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Đó là Hạ Linh Lung. Lần này mọi người đều nhất thời sửng sốt. Bởi vì ba cô gái này không chỉ xinh đẹp như hoa, mà còn mỗi người một vẻ. Quan trọng nhất là, ban đầu trong tiệm cà phê này, Liễu Thiến và Lý Giai Di mới là người đẹp, nhưng ba cô gái này vừa mới đi vào, đã khiến Liễu Thiến và Lý Giai Di nhất thời bị phai mờ đi. Nếu chỉ nói đến vẻ bề ngoài thì trước mặt ba người này, bọn họ nhanh chóng từ thiên Nga biến thành vịt con xấu xí. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hơn nữa không chỉ như thế. Thẩm Nguyệt Lan ngạc nhiên nhìn ba cô gái. Giang khả khả bước nhanh tới, nắm lấy tay Thẩm Nguyệt Lan. Chào gì, cháu là bạn gái của Lạc Tú. Giang khả khả giới thiệu một cách tự nhiên. Điều này đã khiến Hạ Linh lung ở phía sau nhướng mày, Lộ ra vẻ mặt bất mãn, lúc định bước tới mở miệng thì ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói. Ai nói cô là bạn gái của anh ấy? Bạn gái của anh ấy phải là tôi mới đúng. Ngoài cửa lại xuất hiện thêm một người, xinh đẹp động lòng người, thân hình chữ S. Nhan sắc đó chẳng hề thua kém ba người đẹp cực phẩm vừa mới tiến vào này. Lý Gia Di đã hoàn toàn chết lặng. Chẳng phải người này là Lam Thục Đoan à? Nghe ý của cô ấy, hình như Lam Thục Đoan cũng là bạn gái của Lạc Tú. Chuyện này sao có thể? Tôi mới là người quen Lạc Tú sớm nhất, được không? Chúng tôi còn từng ngủ chung giường nữa, Hạ Tinh Thiên chẳng hề nhượng bộ. Thẩm Nguyệt Lan trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Tôi cũng từng ngủ với anh ấy, hơn nữa lúc đó chúng tôi đều đã có danh phận. Giang khả khả khinh bỉ nói. Dì à, dì đừng nghe bọn họ nói lung tung, Lạc Tú vừa đến Thông Châu đã quen với cháu rồi lam thục đoan lại lên tiếng lần này thẩm nguyệt lan đã hoàn toàn dối bời nhưng sắc mặt của lý giai di lại cực kỳ khó coi bởi vì cô ta luôn coi thường lạc tú cảm thấy con người như lạc tú đừng nói là tìm một cô bạn gái xinh đẹp mà có thể tìm được bạn gái là đã cảm ơn trời phật rồi nhưng bây giờ thì sao một lần tới thẳng bốn cô lúc nãy bọn họ còn mỉa mai lạc tú nhưng nháy mắt đã có bốn người đẹp xuất hiện hơn nữa ai cũng là người đẹp đỉnh cấp liễu thiến cũng thế lúc nãy còn coi thường khinh bỉ lạc tú nhưng nháy mắt đã có bốn người đẹp xuất hiện ai cũng xinh đẹp hơn cô ta gấp trăm lần hơn nữa bây giờ còn tranh giành nhau người mà cô ta xem thường lại có bốn người đẹp cực phẩm xinh đẹp hơn cô ta tranh giành vậy thì cô ta lấy đâu ra tư cách để coi thường lạc tú liễu thiến lập tức cảm thấy mặt mày nóng bừng mấy người hơi quá đáng rồi đấy ngoài cửa lại vang lên một giọng nói lại một người nữa bước tới khiến toàn bộ tiệm cà phê trở nên sáng bừng vì sự xuất hiện của người đẹp. Không còn từ nào để diễn tả, nhưng danh hiệu Hoa khôi Yên Kinh này đã chứng minh tất cả. Lê Mị Tư ư? Mọi người đều kinh ngạc thốt lên, dù gì mấy người ở Yên Kinh này cũng đều biết Lê Mị Tư. Cô cũng vậy à? Lý Gia Di ngạc nhiên nhìn Lê Mị Tư. Quả thật cô ấy đã từng mời Lạc Tú Khiêu Vũ, nhưng không có nghĩa là cô ấy thích Lạc Tú. Tại sao bây giờ lại nhưng Lê Mị Tư lại phớt lờ Lý Giai Di. Chào gì, quả thật cháu và Lạc Tú nhà gì chưa xác định mối quan hệ, nhưng chẳng phải hôm đó gọi điện thoại, gì đã bảo cháu tới ăn cháo hay sao? Lê Mị Tư chớp đôi mắt to nhìn Thẩm Nguyệt Lan. Bây giờ, đừng nói là người khác, mà ngay cả người làm phụ nữ như Thẩm Nguyệt Lan cũng bị cô ấy mê hoặc, ngẩn người trong giây lát. Con trai, đã hết chưa con? Thẩm Nguyệt Lan sừng sốt nửa ngày trời mới mở miệng hỏi bà thật sự sợ ngoài cửa lại xuất hiện thêm một người nữa. Con cũng không biết nữa, nhưng Lạc Tú lại rất bình tĩnh. Trước đó Giang Khả Khả đã gọi điện nói sẽ tới đây, nên Lạc Tú đã biết trước rồi. Còn Lam Thục Đoan thì hôm qua đã tới đây cùng Thiên Hậu Chu Vận, nhưng vì hôm qua đài truyền hình có sâu giải trí phải ghi hình, nên cô ấy không thể nào đến tìm Lạc Tú được. Sáng hôm nay trên đường đến đây, cô ấy đã gửi tin nhắn hỏi Lạc Tú đang ở đâu, nên Lạc Tú đã thuận miệng nói ra. Lê Mị Tư cũng thế, bởi vì Lạc Tú hoàn toàn cho rằng mình đến dùng bữa thật, bằng không đã không gửi địa chỉ cho mấy người bọn họ. Còn hai chị em Hạ Hân Hân có lẽ là đi theo Giang Khả Khả. Năm người đẹp cực phẩm, trong đó còn có Lê Mị Tư hoa khôi yên kinh và ngôi sao lớn Lam Thục Đoan. Trên mặt Lý Giai Di cũng cảm thấy nóng bừng. Đừng nói là năm người mà chỉ cần một trong năm người cũng đủ xinh đẹp hơn cô ta và Liễu Thiến rồi ai cũng ưu tú hơn cô ta và Liễu Thiến. Thẩm Tuấn Phong cũng ngẩn người, không ngờ lại xuất hiện cảnh tượng này. Sắc mặt anh ta rất khó coi, anh ta vốn định khiến Lạc Tú bẽ mặt, ai dè mọi chuyện lại trở nên như vậy. Bây giờ Liễu Thiến đã hoàn toàn nhục nhã, đứng bước sức ở đó. Cô kia, chúng tôi không có mắt nhìn cao như cô, mời cô về cho. Giang khả khả khinh bỉ nói với Liễu Thiến. Còn cô kia nữa, quả thật lạc tú nhà chúng tôi không xứng với người đẹp như cô. Giang khả khả lại mỉa mai Lý Giai Di. Điều này đã khiến sắc mặt hai người ngày càng đỏ bừng, bọn họ là người đẹp, nhưng đứng trước năm người này, bọn họ đâu dám nói mình xinh đẹp. Bởi vì bọn họ thật sự kém xa. Vậy mà bọn họ còn coi thường lạc tú. Bây giờ bọn họ lấy đâu ra tư cách để so bì nữa. Tạm thời không nói đến mấy người khác, ngay cả hoa khôi yên kinh Lê Mỹ Tư cũng đến đây, bọn họ còn có tư cách gì mà coi thường lạc tú. Thẩm Tuấn phong hung hăng hừ lạnh, xoay người rời đi, còn Lý Giai Di thì nhất thời hối hận. Chẳng lẽ Lạc Tú thật sự ưu tú đến thế ư? Không ngờ lại có nhiều cô gái ưu tú đến tranh giành Lạc Tú như vậy. Nhưng cô ta vẫn rời đi, bởi vì nếu cô ta tiếp tục nán lại đây cũng chỉ mất mặt thêm mà thôi. Liễu Thiến cũng che mặt bỏ chạy. chương 345, xông vào nhà họ Giang, gì à? Ngoặc kép ngoặc kép, năm người cùng đồng thanh. Lần này Thẩm Nguyệt Lan hoàn toàn chết lặng, bà phải làm sao đây? Nói thật, Thẩm Nguyệt Lan đều vừa ý với năm cô gái này, ai cũng là quốc sắc thiên hương, một người trong vạn người. Nếu lúc trước có một người ở bên cạnh Lạc Tú, Thẩm Nguyệt Lan cảm thấy mình sẽ cười tươi như hoa. Đâu còn tâm trí để sắp xếp buổi đi xem mắt cho Lạc Tú nữa. Nhưng bây giờ, mặc dù đây là miếng bánh từ trên trời rất xuống, nhưng miếng bánh này thật sự quá to. Suốt cuộc bà phải chọn ai đây? bây giờ thẩm nguyệt lan hận không thể đá lạc tú hai phát. Vừa nhìn là biết chuyện này là do lạc tú cố ý khơi ra để gây khó dễ cho bà. Lạc tú đang đứng ngoài cửa hút thuốc, để một mình thẩm nguyệt lan gặp khó xử. Chẳng phải bà muốn tìm bạn gái cho anh à. Vậy thì anh sẽ cho thẩm nguyệt lan chọn chán luôn. Vừa nghĩ đến đây, thẩm nguyệt lan bỗng giận dữ quát. Thằng danh con, mau nhìn chuyện tốt mà con gây ra đi. Thẩm Nguyệt Lan chật vật thoát ra ngoài. Mẹ, con có làm gì đâu, lạc tú biết rõ còn cố hỏi. Con vẫn còn mặt mũi để nói ra câu đó hả, à? thẩm nguyệt lan hận không thể nhéo tai lạc tú. Con nói thử xem, con định làm gì với năm cô gái đang ngồi bên trong đây. thẩm nguyệt lan càng nghĩ càng tức, mới đầu bà còn lo lắng lạc tú không có bạn gái, nhưng bây giờ thì sao? Tới tận năm cô, cha con đâu có trang hoa như vậy, mặc dù ngoài miệng thẩm nguyệt lan nói thế, nhưng trong lòng lại vui mừng. Thậm chí còn hơi đắc ý con trai của mình cử lắm. Khiến bà nở mày nở mặt, không ngờ một lần có tới năm cô gái cùng theo đuổi, hơn nữa còn là hoa khôi lê mị tư và nữ ngôi sao lam thục đoan. Mọi người hãy nhìn xem, làm gì có thanh niên nào ở Yên Kinh có được năng lực như con trai của bà chứ? Ngay cả hoa khôi ở Yên Kinh cũng đang theo đuổi con trai của bà. Bàn về cách tán gái, coi như Thẩm Nguyệt Lan đã mở mang tầm mắt về năng lực của con trai mình. Sao con không nói sớm cho mẹ biết? bây giờ con nói thử xem nên làm thế nào thẩm nguyệt lan giả vờ giận dữ hỏi mẹ nếu không thì mẹ tự chọn ra một cô đi lạc tú cười đáp thẩm nguyệt lan quay đầu lại không khỏi phì cười bà phải chọn sao đây con tưởng con là hoàng đế đang tuyển phi tần hà còn lựa chọn nữa chứ thẩm nguyệt lan tức đến mức không có chỗ phát tiết nhưng đúng lúc này thẩm nguyệt lan chợt nhớ tới một chuyện tục ngữ có câu nước phù sa không chảy ruộng ngoài Chẳng phải vẫn còn Giang Đồng Nhiên hay sao? Trước khi Thẩm Nguyệt Lan mất trí nhớ, bà luôn ngăn cản mối quan hệ giữa Giang Đồng Nhiên và Lạc Tú. Ngược lại bây giờ lại muốn thúc đẩy chuyện này. Dù gì bây giờ Lạc Tú cũng là con trai mình. Thế là Thẩm Nguyệt Lan lén lút gọi cho Giang Đồng Nhiên. Nhưng điện thoại không liên lạc được. Sau đó rất lâu, Giang Đồng Nhiên mới nhắn tin lại, nói mình đã bị giam lỏng. Điều này đã khiến Thẩm Nguyệt Lan khẽ cao mày. Lạc Tú thuận miệng hỏi một câu, Thẩm Nguyệt Lan cũng kể chuyện này ra. Lạc Tú cũng không hỏi gì nhiều. Đến khi Thẩm Nguyệt Lan khó khăn lắm mới đuổi năm cô gái đi thì trời đã tối hẳn. Thẩm Nguyệt Lan thật sự rất thích cả năm cô gái, nhưng lại rất xoắn suýt. Ngược lại Lạc Tú chỉ nói một câu, tối nay sẽ về nhà muộn. Con đừng đi ra ngoài dụ dỗ con gái nhà người ta nữa. Năm cô gái đó nói ngày mai lại tới nhà chúng ta đấy. Thẩm Nguyệt Lan chừng mắt nhìn Lạc Tú, rồi căn dặn. Bà thật sự sợ Lạc Tú lại trêu hoa gẹo Nguyệt dẫn mấy cô về nữa, như vậy bà sẽ càng nhức đầu hơn. Nhớ lại tối qua bà còn lo lắng tìm bạn gái cho Lạc Tú, bây giờ thì hay rồi, đụng thẳng vào ổ ong vỏ vẽ. Lạc Tú mỉm cười bắt xe rời đi. Anh đẹp trai đi đâu đây? Nhà họ Giang, mắt Lạc Tú lóe lên tia lạnh lẽo. Bây giờ đã đến lúc giải quyết người nhà họ Giang. Trước mắt, tình hình nhà họ Giang không được ổn cho lắm, dứt khoát chia thành hai phe, một phe là người của cha con Giang Đông và Giang Khánh Quốc. Giang Nam cũng không chịu yếu thế, lôi kéo mấy ông lão có địa vị cao trong tập đoàn Giang Thị. Mấy ngày nay, toàn bộ tập đoàn Giang Thị đã chìm trong nội chiến, giá thị trường của công ty đã giảm mạnh. Nói đúng hơn là, hơn một nửa tài sản tập đoàn Giang Thị đã bị bán tháo ra bên ngoài, hơn nữa còn mua một tặng một bởi vì sau khi giang nam mất đi cháu trai của mình đã hoàn toàn phát điên bây giờ chỉ muốn phá hủy gia tộc to lớn do một tay ông ta và anh trai mình gây dựng nên hơn nữa đối tượng mà ông ta bán là một người thần bí tất nhiên người này chính là trương đại sư mà lạc tú đã sắp xếp nói cách khác bây giờ hơn một nửa sản nghiệp của tập đoàn giang thị đều thuộc quyền sở hữu của lạc tú nhưng bây giờ giang nam cũng không dễ sống sáng hôm nay cuối cùng giang đông cũng quyết tâm định giết chết em trai ruột của mình bằng không toàn bộ nhà họ giang sẽ bị ông ta hủy hoại bây giờ trong đại sảnh biệt thự nhà họ giang giang nam đã bị trói lại bên trong không chỉ có một mình giang nam mà còn có người thuộc phe ông ta hai gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau giang đông thở dài ông đừng làm bộ làm tịch nữa nhiều năm qua tôi đã trả giá bao nhiêu cho nhà họ giang hả ông hãy đặt lên ngực tự hỏi mình xem người ta thường bảo huynh trưởng như cha nhưng ông lại đối xử với em trai ruột của mình như thế nào? Cháu trai duy nhất của tôi đã chết trong tay con trai của ông." Giang Nam lạnh lùng nói, dáng vẻ vẫn xem nhẹ cái chết. Quả thật ông ta cũng chẳng muốn sống nữa, dù gì bây giờ ông ta cũng chẳng còn hy vọng gì nữa. "Bác Hai, cháu trai của bác là người, vậy con trai của tôi không phải là người ư?" Giang Khánh Quốc ngồi bên cạnh cười gần. "Hừ, Giang Khánh Quốc, mày độc ác bẩm sinh." ban đầu mày không theo đuổi được thẩm Nguyệt Lan, nên dùng nhà họ Giang để gây áp lực cho nhà họ thẩm. Tao còn nghe nói, mày đã tìm cao thủ mật tông nguyền rủa thẩm Nguyệt Lan, nên con trai mày chết là do báo ứng. Giang Nam hừ lạnh, chẳng hề sợ sệt nói. Báo ứng thì sao chứ? Giang Khánh Quốc cũng chẳng để bụng hỏi ngược lại. Nếu tôi đã không có được thì tôi phải hủy hoại bà ta. Hơn nữa bản thân bác cũng đâu tốt lành gì. Giang Khánh Quốc lại chế diếu, Ban đầu lúc con trai và con dâu bác chết, chẳng qua chỉ là một vụ tai nạn, nhưng bác lại tìm người giết cả nhà người ta, ngay cả đứa con gái 3 tuổi nhà người ta bác cũng không bỏ qua. Giang Khánh Quốc chỉ trích. Đó là do bọn họ. Đủ rồi, Giang Đông bỗng quát lớn. Người nhà họ Giang đều lòng dạ độc ác, ai cũng không sạch sẽ. Mấy người muốn giết thì cứ việc, tôi chỉ hận là mình chưa báo thù cho cháu trai của mình thôi. Giang Nam ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn Giang Khánh Quốc tôi sẽ cho ông cơ hội trả thù, ông có cần không? Một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa chính biệt thự. Dầm. Audio điện tử võ tấn bền. chương 346, vốn dĩ cùng dễ một chữ cút, là do người đàn ông mặc đồ đen nói. Anh ta là võ giả có nội kình cao cường. Nếu không phải nhà họ Giang chi mạnh tay thì tuyệt đối không bao giờ mời được anh ta. Hơn nữa, cho dù bây giờ nhà họ Giang hỗn loạn, cũng không phải nơi mà người bình thường có thể xông vào. Phải biết rằng còn có một đường vân được mệnh danh là Đao Vương đương thời, cấp bậc tông sư, và lại cũng không phải một nhà quyền pháp mà là người tinh thông đao thuật. Thậm chí có thể nói anh ta đã luyện ra đao mang hơn trăm năm chưa xuất hiện. Một cao thủ như anh ta vì quá khiêm tốn nên đã không được xếp vào thiên long bảng. Nhưng nghe nói Lê Cửu và anh ta cũng chỉ 50, 50 mà thôi. Dù sao, đường vân cũng được xưng là đao vương còn lạc tú thì cười khẩy một tiếng chết một từ được thốt ra mấy cao thủ nội kình mặc đồ đen đang ở gần đó lập tức bị nội kình như tiếng sư tử gầm này làm cho chấn động đến nỗi thất khiếu đổ máu ngã thẳng xuống đất kính và đèn trong đại sảnh cũng như cửa sổ vỡ toang ngay lập tức tông sư đường đao trong tay đường vân lóe lên một tia lạnh lẽo lập tức ra khỏi vỏ một đạo đao mang nháy mắt chém qua đao mang vụt đến trong tích tắc nhưng lại rơi xuống mặt đất bên cạnh lạc tú tức khắc gạch trên mặt đất bị cắt ra như đậu phụ chỉ trong chốc lát đường vân cao mày chẳng lẽ là vừa rồi mình dùng đao bị lệch bật hơi giết người cậu là lạc vô cực đường vân nhíu mày anh ta không biết trước đó lạc tú đã xương tôn ở hoa hạ nhưng chắc chắn đã từng nghe nói về thiếu niên tông sư của hoa hạ còn trẻ như vậy đã ở cấp bậc tông sư vậy cũng chỉ có lạc vô cực giang đông và giang khánh quốc nhíu mày bọn họ làm sao có thể chọc phải vị thiếu niên tông sư của hoa đông vào lúc này chứ vả lại nhà họ giang đang hỗn loạn cho dù bọn họ có tin tưởng đường vân thì lúc này cũng không muốn chọc giận thiếu niên tông sư cậu lạc cậu được giang nam mời đến sao giang đông giả bộ khách sáo đương nhiên không phải tôi tự tới lạc tú khẽ cười một tiếng vậy thì tại sao cậu lại đến đây trái tim của giang khánh quốc trùng xuống hình như nghe nói con trai mình từng chọc phải vị thiếu niên tông sư này ở tương tây tôi tới để giết trong mắt lạc tú lóe lên sự lạnh lùng ha ha cậu lạc cậu nói đùa rồi tuy rằng cậu là tông sư nhưng chỗ chúng tôi lại có đao vương đương thời giang đông thoáng cười rất có tự tin câu này chẳng khác gì nói với lạc tú nếu thức thời thì chạy nhanh đi dù sao thì danh hiệu đao vương không phải chỉ gọi tùy tiện đâu đao vương cũng chỉ thế thôi lạc tú nở nụ cười khinh thường nhìn vết nứt trước mặt cuồng vọng đường vân cầm đường đao bước ra đừng có cho cậu mặt mũi là cậu không biết xấu hổ đường vân mắng cho cậu suy nghĩ ba giây tuy rằng cậu là thiếu niên tông sư nhưng mà đường vân còn chưa nói xong lạc tú đã di chuyển tốc độ quá nhanh đường vân còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị một quyền đánh tới tuy rằng đường vân chưa vào hóa cảnh chỉ bán bộ hóa cảnh nhưng dù sao anh ta cũng được xưng là đao vương đương thời thủ đoạn thông thần trong phút chốc vô số đao mang tức thì bay ra dày đặc tán loạn xung quanh giống như một sợi dây thép loại đao khí này ngay cả một tông sư hóa cảnh như lê cửu cũng không dám đỡ nhưng lạc tú lại cười khẩy một tiếng vẫn không thu tay trực tiếp tung một quyền phá vỡ đao mang bùm đường vân bị một quyền đánh bay đao mang kiêu hãnh của anh ta không chút nào uy hiếp được lạc tú ngược lại là bị lạc tú đánh vào ngực bay ra ngoài cậu không phải lạc vô cực cậu còn hơn cả hóa cảnh nữa đúng không đường vân nặng nề ngã xuống đất sau đó khó khăn nói ho khan vài tiếng đường vân ho đến nỗi nội tạng vỡ nát ai nói với anh lạc vô cực thì nhất định chỉ là tông sư lạc tú cười nhẹ không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của đường vân lần này đến phiên cha con giang đông không thể ngồi yên bởi vì đường vân là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ lạc tú nhặt đường đao trên mặt đất lên trực tiếp chém đứt dây thừng của giang nam sau đó đưa đường đao cho giang nam bây giờ tôi sẽ cho ông một cơ hội báo thù lạc tú nhìn về phía giang khánh quốc giang khánh quốc cũng coi là nhân vật lớn một phương nhưng khí thế áp bách của lạc tú khiến giang khánh quốc đối mặt với cảm giác bị áp bức này ông ta phát hiện mình thậm chí không có sức để cử động dù chỉ một ngón tay trong phút chốc mồ hôi lạnh túa ra không có cách nào Trước một kẻ mạnh vượt qua thế tục, thân phận và địa vị của bạn đều trở nên vô dụng. Bởi vì người ta muốn giết bạn là chuyện dễ như trở bàn tay. Cậu Lạc, chúng ta không có ân oán hay thù hằn gì, cậu xem. Giang Khánh Quốc chịu thua rồi, không dám nói lời gì cay nghiệt. Người càng tàn nhẫn càng sợ chết. Không nhất định là vậy đâu." Lạc Tú nhìn Giang Khánh Quốc với vẻ đầy hứng thú. "Mẹ tôi tên là Thẩm Nguyệt Lan." Lạc Tú khẽ cười một tiếng. Vẻ mặt của mọi người trong nhà họ Giang đột nhiên thay đổi. Đặc biệt là Giang Khánh Quốc. Cậu là con trai của Nguyệt Lan Ư, Giang Khánh Quốc ngạc nhiên nhìn Lạc Tú. "Không được à?" "Hừ, được, xem ra cậu cũng biết rồi, cứ tự nhiên." Trong nháy mắt Giang Khánh Quốc đã biết mình phải chết trong ngày hôm nay. Nhưng vào giờ khắc này, khí thế cả người Lạc Tú bỗng nhiên thu lại, tức thì Giang Khánh Quốc cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, bèn chạm vào khẩu súng ở thắt lưng giết ông ta lạc tú đột nhiên nói với giang nam ngay giờ khắc này giang nam trực tiếp giơ đường đao bổ về phía giang khánh quốc nhưng bịch một tiếng giang nam đã ngã xuống đất ôm bụng máu chảy ròng ròng tao là một kẻ tàn nhẫn cho dù sắp chết tao cũng có thể kéo mày làm đệm lưng giang khánh quốc không bắn lạc tú mà là bắn giang nam được rồi nếu mày muốn thì giết đi mặc dù giang khánh quốc sợ chết nhưng vào lúc này ông ta cũng đã thông suốt dù sao hôm nay chắc chắn sẽ không sống được tuy nhiên khiến thẩm nguyệt lan phải chịu đựng nhiều như vậy cũng đáng giang khánh quốc cười lạnh một tiếng mày đúng là có bản lĩnh giết tao giang khánh quốc khinh thường nói dù sao đường vân lúc này cũng không phải là đối thủ của người ta hơn nữa lại là tử thù vì vậy giang khánh quốc đành liều một phen nhưng vậy thì sao thẩm nguyệt lan chịu khổ vài thập niên tất cả đều do tao làm Tao cảm thấy không thiệt chút nào. So với loại người ác ôn tàn nhẫn như bọn tao, mày nhiều nhất chỉ giết tao để chút giận thôi. Giang Khánh Quốc quả thực là một kẻ lòng dạ độc ác. Nhưng ngay sau đó, một tiếng chào phúng vang lên. Chương 347, lại một chiêu. Mày nói cái gì? Giang Khánh Quốc đột nhiên nổi điên, sắc mặt căng đến đỏ bừng, gân cổ nổi lên. Ông ta không thể tin được, ông ta không muốn tin, mắt ông ta lúc này như muốn lòi ra con trai của ông là do tôi gài bẫy cầu xin cậu cầu xin cậu đừng nói nữa làm ơn tôi không muốn biết sự thật tôi không muốn biết sự thật giang khánh quốc đột nhiên cắt ngang lời nói của lạc tú cả người run lên ông ta tuy tàn nhẫn nhưng trái tim cũng bằng xương bằng thịt ông ta sợ cái chết của giang giật phi thật sự không liên quan gì đến cháu trai của ông ta cháu ông ta đã bị oan bởi vì một khi sự thật của chuyện này là như thế ông ta phải chấp nhận nó như thế nào chứ cháu trai của ông ta, ông ta thực sự yêu thương vô cùng, thực sự coi nó như con ruột của mình. Nếu ông ta thực sự đổ oan cháu mình thì tội lớn lắm. Ông ta không chỉ xử oan cháu mình, mà còn tự tay giết chết cháu và quan trọng hơn, ông ta còn giết cả bác hai của mình. Cả đời này ông ta cũng không thể tha thứ cho chính mình. Xem ra tôi không nói ra thì trong lòng ông cũng đã biết đáp án rồi, đúng là như ông đoán. Lạc Tú khẽ cười một tiếng nhưng nụ cười vốn ấm áp ban đầu rơi vào trong mắt Giang Khánh Quốc lại như một ác ma. May quá ác độc, Giang Khánh Quốc gầm lên dữ dội. Hừ, ác độc, Lạc Tú cười gần. Khi ông tính kế để hãm hại mẹ tôi, sao ông không nói là ác độc đi? Người ác có ác báo, Lạc Tú lắc đầu. Yên tâm đi, tôi sẽ không giết ông. Lạc Tú vừa dứt lời đã chỉ vào Giang Khánh Quốc, sau đó Giang Khánh Quốc bị đứt lưới, gãy tay chân, mắt cũng mù để ông sống quãng đời còn lại trong hối hận, để cho ông sống trong hối hận ăn năn, loại tra tấn này mới chính là hình phạt tốt nhất cho ông. Giang Khánh Quốc tuy rằng tàn nhẫn, nhưng khi gặp chuyện như vậy thì cũng sẽ lập tức suy sụp, ông ta sẽ bị sự hối hận này hành hạ đến chết. Đây là sự trả thù của Lạc Tú dành cho Giang Khánh Quốc. Bởi vì Giang Khánh Quốc không bao giờ có thể chấp nhận được sự thật khủng khiếp rằng mình đã vụ oan cho cháu trai mình, giết cháu trai và giết cả bác của mình giết người không nhất thiết khiến kẻ đó phải chết mà là khiến ông ta trải qua phần đời còn lại trong sự tra tấn không dứt còn khó chịu hơn cả cái chết lập tức lạc tú nhìn giang đông đã sớm ngơ ngẩn đứng đó tiện tay chỉ một cái giang đông lập tức hóa thành xương máu lúc này những người còn lại trong nhà họ giang không khỏi nhìn chằm chằm vào người đàn ông giống như ác quỷ trước mặt da đầu tê giải hết lên thật là khủng khiếp đắc tội ai cũng không được đắc tội loại người tàn nhẫn này bởi vì loại người này có thể khiến bạn cảm thấy đau khổ tột cùng khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn cả cái chết sau đó lạc tú nhìn quanh và tìm thấy giang đồng nhiên giang đồng nhiên lại không ngạc nhiên gì với tình hình hiện tại của nhà họ giang kể từ khi cô ấy biết bản lĩnh của lạc tú ở tương tây cô ấy đã biết nhà họ giang sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc cho nên giang đồng nhiên chỉ làm ngơ trước chuyện này cô ấy không có nhiều tình cảm đối với nhà họ giang suy cho cùng cô ấy không phải là người nhà họ Giang chân chính. Sau này để chị tiếp quản nhà họ Giang được không? Lạc Tú đột nhiên hỏi. Hả, rõ ràng là Giang đồng nhiên có chút sững sờ, không ngờ Lạc Tú lại nói với cô ấy như vậy. Dù sao trước đây không phải chị cũng muốn xây dựng sự nghiệp của chính mình sao? Lạc Tú chậm rãi nói. Không giống như những cô gái bình thường, Giang đồng nhiên là một người cực kỳ có lý tưởng. Nhưng, tôi có thể làm được không? Giang đồng nhiên không từ chối, ngược lại còn nói như thế tôi nói chỉ có thể thì chỉ có thể lạc tú cười sờ sờ đầu giang đồng nhiên tôi không muốn ai nói ra những gì đã xảy ra tối nay nếu ai dám nói ra xác chết trên mặt đất sẽ là kết cục của các người lạc tú lạnh giọng nói những người còn lại của nhà họ giang lập tức quỳ dạp trên đất nơm nớp lo sợ bọn họ đã chứng kiến được thực lực và thủ đoạn của lạc tú rồi còn ai dám lộn xộn nữa chứ cả nhà họ Giang đêm nay đã đổi chủ một cách lặng lẽ. Chuyện này rất êm đềm, cả yên kinh to như vậy nhưng hầu như không có người ngoài nào biết. Chỉ có cả nhà họ Giang mới biết, bây giờ nhà họ Giang thật ra không còn là họ Giang nữa. Sau khi giải quyết vấn đề ở đây, Lạc Tú không ở lại lâu. Giang đồng nhiên không rời đi với Lạc Tú, mà ở lại để dọn dẹp đống hỗn độn của nhà họ Giang. Những người còn lại trong nhà họ Giang nhất định sẽ phục tùng Giang đồng nhiên dù sao hiện tại giang đồng nhiên tương đương với người đại diện của lạc tú ai không dám nghe chứ nhìn bóng lưng của lạc tú giang đồng nhiên thở dài một tiếng sở dĩ cô ấy tiếp quản nhà họ giang là vì cô ấy không muốn cách lạc tú quá xa có thể nhìn thấy bóng lưng của anh bởi vì thủ đoạn và năng lực mà lạc tú thể hiện rõ ràng lạc tú chắc chắn không phải là một người bình thường trong lòng giang đồng nhiên hy vọng rằng mình có đủ thực lực để sánh bước bên lạc tú chứ không phải lần nào cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Lạc Tú. Nhóc tiểu tú, một ngày nào đó, tôi sẽ đứng bên cạnh cậu và cùng cậu ngắm nhìn cảnh núi non sông nước vô hạn, thay vì chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng của cậu. Giang đồng nhiên âm thầm quyết định ngay tại chỗ. Ở một diễn biến khác, trong một khách sạn sang trọng, Trương Đại Sư đang ngồi với khí thế ngạo nghế. Trương Đại Sư, ông là người phát ngôn của người giàu nhất, còn chúng tôi lại là gia tộc lớn nhất ở Yên Kinh. Nếu chúng ta hợp tác thì sao?" Thẩm Ngọc Thành vừa quan sát sắc mặt của Trương đại sư vừa thận trọng lên tiếng. Bởi vì Trương đại sư đã tạo cho ông ta áp lực quá mạnh, khiến Thẩm Ngọc Thành không khỏi thầm thở dài, không hổ là người bên cạnh người giàu nhất, chỉ là một trợ thủ thôi cũng đã có lợi hại như vậy rồi. Người giàu nhất chưa từng lộ mặt kia không biết lợi hại thế nào nhỉ? Nhưng càng như vậy, Thẩm Ngọc Thành càng quyết tâm hợp tác với người giàu có nhất này. Hồi lâu sau, gia tộc lớn nhất các người, rõ ràng chỉ có ngoài mặt, đúng không? Trương Đại Sư Ngạo Nghễ nói. Nhưng nhà họ thẩm chúng tôi nhất định có thực lực này. Thẩm Ngọc Thành đáp. mươi 348, lại một mưu kế khác. Thẩm Ngọc Thành do dự, dù sao nếu có chuyện gì xảy ra, cả nhà họ thẩm sẽ bị liên lụy. Nhưng nếu chuyện này thành, thì nhà họ thẩm sẽ có thể hoàn toàn tiến đến thị trường quốc tế. Không cần trần trừ nữa, chúng tôi không hợp tác. Trương đại sư đột nhiên đứng dậy đi thẳng ra ngoài, dường như không có ý định hợp tác gì cả. Thẩm Ngọc Thành nhìn Trương đại sư đang đi ra ngoài, trong lòng chợt nghĩ tới lời Thẩm Thiên Quân đã nói với mình, khi cơ hội đến, chúng ta phải nắm bắt, đừng để vụt mất, đừng sợ hãi rụt rè, hãy mạnh dạn thực hiện. Dù gì thì người ta cũng là người phát ngôn của người giàu nhất, việc kinh doanh làm ăn rất lớn, đầu tư nhiều như vậy là chuyện bình thường, nếu không thì làm sao có thể trở thành người giàu nhất chứ? Nghĩ đến đây, thẩm Ngọc Thành khẽ cắn môi, đứng phát lên. Trương Đại Sư, xin dừng bước. thẩm Ngọc Thành nhanh chóng đuổi theo, không hề biết vừa rồi trong ly rượu có một thứ chất lỏng không rõ là gì, đó là một loại thuốc ảnh hưởng tâm thần người ta do Trương Đại Sư điều chế. Bằng không, cho dù thẩm Ngọc Thành có ngu ngốc đến đâu, cũng không dám quyết đoán trong chuyện lớn đến thế. Không cần phải nói nữa, chúng ta hoàn toàn không hợp tác được đâu. Trương Đại Sư vẫn khăng khăng. Trương đại sư, xin ông dừng bước, ông xem chuyện này dù sao cũng lớn như vậy, tôi do dự cũng bình thường mà, ông hãy bớt giận đi. Phục vụ, lên thêm hai chai rượu, tôi bồi tội với Trương đại sư. Thẩm Ngọc Thành có chút nóng nảy, tiến lên kéo Trương đại sư lại. Trương đại sư càng như vậy, Thẩm Ngọc Thành sẽ càng không nghi ngờ thủ đoạn bên trong. Ha ha, Trương đại sư, mời ngồi. Thẩm Ngọc Thành kéo Trương đại sư lại. Hợp tác là phải chân thành. Trương Đại Sư cười khẩy một tiếng, vẫn kiêu ngạo. Nhà họ thẩm chúng tôi chắc chắn có thành ý mà. Thẩm Ngọc Thành lập tức gọi cho thư ký đang đợi ngoài cửa. Ngay sau đó thư ký đi vào, nói đến chuyện này, thư ký liền có chút trần chờ mở miệng. Xếp thẩm, chuyện này. Chuyện này cái gì, cứ quyết định như vậy đi. Xếp thẩm, xếp phải suy nghĩ kỹ. Thư ký lại nhắc nhở. Mẹ kiếp, người giàu có nhất có thể lừa chúng ta sao? Thẩm Ngọc Thành mắng to, thấy thẩm ngọc thành kiên quyết như vậy thư ký cũng không thuyết phục nữa trương đại sư ông thấy tôi tuyệt đối chân thành rồi đấy nếu có thể tôi sẽ ký hợp đồng ngay lập tức thẩm ngọc thành mỉm cười hai được rồi trương đại sư lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ sau đó ông ta lấy điện thoại ra và gọi một cuộc rất nhanh đã có một người ấn độ và một người anh đến hai người đó mang hợp đồng đến vì đây là một khoản đầu tư hợp tác nên tất nhiên không thể đặt tiền vào bất kỳ một bên nào, khẳng định phải đầu tư vào bên thứ ba. Hơn nữa người Anh và người Ấn Độ cũng là những người kiểm soát thực tế dự án này. Nghe nói người Anh là người đại diện của gia tộc Rothschild. Gia tộc này giàu cỡ nào chứ? Đô la Mỹ đều nằm trong tầm kiểm soát của người ta, anh nói xem giàu cỡ nào. Bất kỳ một đại gia tộc nào về cơ bản chỉ có ba hoặc bốn thế hệ, nhưng gia tộc Rothschild người ta đã có bao nhiêu thế hệ rồi. Và lại được coi là một gia tộc hàng đầu thế giới, nếu trong nước không sinh ra một số gia tộc võ học hay gia tộc tu pháp, thì một gia tộc như vậy nhất định là kinh người nhất. E rằng chỉ có dòng họ bá tước Dracula trong truyền thuyết ở Anh mới có thể cạnh tranh được. Hợp đồng có đóng dấu khiên, vương miện, sư tử và ngựa. Đây là dấu ấn của gia tộc Rothschild. Lại còn được mạ vàng, ngay cả hợp đồng cũng là gia cừu rõ ràng chuyện này trông ít nhất cũng là sự thật, về việc có phải sự thật hay không, Thẩm Ngọc Thành lúc này đã bị đánh thuốc rồi, làm sao có thể phân biệt được. Sau khi ký hợp đồng, bên chúng tôi xin đi trước một bước, Trương Đại Sư trực tiếp gọi điện thoại cho ngân hàng và yêu cầu ngân hàng chuyển tiền trước. Chưa gì đã trực tiếp qua tay 40 tỷ đô la Mỹ. Rõ ràng đây là dấu hiệu của sự giàu có phô trương. Để bên tôi chuyển 10 tỷ đô la đến trước, Thẩm Ngọc Thành lấy điện thoại ra nhưng xếp thẩm, nếu xếp chuyển một số tiền lớn như vậy, chuỗi vốn của toàn bộ ngành sẽ bị đứt. Thư ký nhắc nhở, bị đứt ư, bây giờ chúng ta không cần mấy sản nghiệp đó nữa rồi. Thẩm Ngọc Thành lúc này thực sự đã bị loại thuốc kia làm cho mơ hồ. Nhưng xếp thẩm, tốt hơn là xếp nên thảo luận vấn đề này với ông cụ một chút mới tốt. Thư ký lại nhắc nhở, thảo luận gì, đó là ý của ông ấy đấy. Thẩm Ngọc Thành đã ảo tưởng dự án này sẽ có thể thu được 10 tỷ đô la Mỹ trong một năm kế tiếp rồi. Dù sao vừa rồi ông ta cũng đã đọc bản thiết kế của dự án, thực sự rất hoành tráng. Thậm chí, dự án này còn là điều mà trước đây nhà họ Thẩm chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đây là một mối làm ăn quốc tế lớn. Theo trường đại sư giới thiệu, ngay cả Hoàng gia Dubai hiện cũng đã tham gia. Số tiền còn lại để chúng tôi góp thêm trong vài ngày tới. Nửa tháng nữa phải thanh toán, Trương đại sư hừ lạnh. Được rồi, nhất định, nhất định, Thẩm Ngọc Thành khoan thai đứng lên. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến ông ta thấy hứng thú. Ông ta chưa bao giờ làm được nhiều việc lớn trong đời, thậm chí thủ đoạn kinh doanh và suy nghĩ của ông ta cũng không bằng Thẩm Nguyệt Lan. Nhưng bây giờ, cuối cùng ông ta cũng cảm thấy mình rất hãnh diện. Ông ta đã có một mối làm ăn lớn vươn tầm thế giới rồi. Đây là thủ đoạn cao minh cỡ nào chứ? thậm chí, ông ta còn nghĩ đến việc khi về gia tộc thì sẽ được tung hô và khen ngợi. Mang theo vẻ mặt đắc ý khi công việc thuận lợi, Thẩm Ngọc Thành rời đi. Còn lo lắng về lừa đảo ư? Ông ta không tin rằng người giàu nhất có thể trở thành người giàu nhất bằng cách lừa đảo. Dù sao thì trước đó cũng im hơi lặng tiếng, giờ đột nhiên nhảy ra lừa đảo thì sao được? Chắc chắn là vụ làm ăn vươn tầm quốc tế rồi. Có một số động tác âm thầm thật ra kiếm được nhiều tiền hơn mấy mối bên ngoài lắm. Hơn nữa, nhà họ Thẩm có mối quan hệ khổng lồ, nếu lừa mình thì dù là người giàu nhất, nhà họ Thẩm bọn họ cũng có đủ khả năng để khiến người giàu nhất đẹp mặt. Quan trọng nhất, chẳng phải bản thân người giàu nhất đã đầu tư 30 tỷ vào đó sao? Lo lắng cái gì nữa? Chương 349, cuộc so tài lớn của bộ đội sau khi Lạc Tú chỉnh đốn nhà họ Giang thì trở về. Nhưng trên đường trở về, Lạc Tú bất ngờ nhận được một cuộc gọi cuộc tranh tài của các quân khu lớn cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Loại thi đấu cỡ lớn này đương nhiên chỉ có một ít bộ đội đặc trùng của các quân khu lớn đủ tư cách tham gia. Trong quá khứ, khi Lâm Hóa Long còn ở đó, huyết sát hầu như năm nào cũng là hạng nhất. Nhưng vì Lâm Hóa Long rời đi và đến vùng Tây Tạng, nên hạng nhất cũng đi mất theo Lâm Hóa Long. Quân Đao do Lâm Hóa Long bồi dưỡng trong thời gian sau đó đã giành vị trí quán quân trong hai kỳ liên tiếp. Đây không chỉ là một vinh dự, mà còn là biểu tượng của sức mạnh chiến đấu mạnh nhất. Sáng sớm hôm sau, Lạc Tú đến ga tàu đón người. Toàn bộ người của huyết sát đều đến rồi. Người nào người nấy đều hùng dũng oai vệ, hơi thở trầm ổn và nội liễm một cách lạ thường. Vừa xuống tàu, mọi người xung quanh đều đi đường vòng, bởi vì cảm giác áp bức trên người bọn họ quá mạnh, cho dù mặc thường phục cũng có thể cảm nhận được luồng áp bức kia. Thậm chí, nó còn khiến nhiều người phải ghé mắt nhìn huấn luyện viên lạc, huyết hổ bước lên trước để chào hỏi. Lạc tú nhìn thoáng qua huyết hổ, huyết hổ trước đó trông sắc bén, cơ bắp căng phồng khắp người, sát khí cực nặng. Nhưng lúc này, anh ta như một cao thủ võ lâm, biết che giấu mũi nhọn, thế vững như thái sơn. Những người còn lại dường như cũng có bộ pháp ổn định khác thường, có thể nói rằng giống như một đội bao gồm một đống cao thủ võ lâm tạo thành. Không nói đến hợp tác, chỉ là về mặt hiệu quả chiến đấu cá nhân, bọn họ cảm giác được mình đã đề cao hơn 3 cấp. Trong khoảng thời gian này, để vệ tử thanh dẫn dắt bọn họ tu luyện theo phương pháp của lạc tú, tuy rằng không thể trở thành người tu pháp chân chính nhưng theo cách nói của tiên giới, coi như đã hầm luyện gân cốt và máu thịt, hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Người nào người nấy đều như rồng như hổ. Hơn nữa, các gen mang ra từ dãy núi côn lôn được tiêm vào cũng đã được kích phát triệt đề. Cả đám như thể được tiêm máu gà điều làm cho lạc tú kinh ngạc chính là vệ tử thanh tốc độ quá nhanh vậy mà đã nhập môn rồi thậm chí đã gần tới biên giới của thông thần có vẻ như cơ thể thanh đế trường sinh vẫn còn rất nhiều bí mật mà anh chưa biết trong tiên giới từng có một công pháp chuyên cắn nuốt các loại thể chất đặc thù cuối cùng dùng bản thân làm lò lửa luyện hóa các loại thể chất và huyết mạch tạo nên một cơ thể linh hoạt kỳ ảo hoàn mỹ lạc tú đã từng giết một người như vậy nhưng không thể không nói thể chất đó quá cường đại đến mức khiến lạc tú suýt nữa uống máu nuốt hận. Lúc ban đầu còn đánh đến nỗi tinh thần nứt toác, ngân hà vỡ tan. Như vậy có thể thấy, thể chất thực sự có quá nhiều lợi thế bẩm sinh. Dùng bữa trước đi, sau đó tôi sẽ xem các bạn đã tiến bộ như thế nào trong khoảng thời gian này. Lạc tú tiếp đón, cả hàng người rời đi theo lạc tú. Sau khi ăn xong, lạc tú và huyết sát đều đến một căn cứ huấn luyện ở ngoại ô. Căn cứ này được sử dụng đặc biệt để huấn luyện, nhưng hầu hết mọi người đều không biết nó. Nào, để xem thành quả của mọi người." Lạc Tú cười. Người đứng ra đầu tiên là Trương Phỉ, vốn dĩ hình thể của anh ta đã to lớn, lúc này bởi vì gen côn luôn hoàn toàn bị kích thích, anh ta lại cao lên thêm một đoạn, đứng trong đám người quả thực có cảm giác hạc trong bầy gà. Cảm thấy thậm chí còn cao hơn nhiều so với một số ngôi sao bóng rổ. Chỉ thấy Trương Phỉ đi về phía một chiếc xe bọc thép đôi tay như những thanh thép của anh ta đập mạnh vào chiếc xe bọc thép sau đó đột ngột dùng một chút lực toàn bộ xe bọc thép được nâng lên sức mạnh này đã là sức mạnh phá vỡ giới hạn của cơ thể con người rồi trương phỉ hét lớn một tiếng ném thẳng chiếc xe bọc thép ra ngoài chiếc xe bọc thép nặng vài tấn bị văng ra xa hàng chục mét kèm theo một tiếng nổ lớn đập một lỗ lớn trên mặt đất lạc tú hài lòng gật đầu sau đó trêu chọc Tôi sẽ không bồi thường tiền giúp cậu đâu." Trương Phỉ đột nhiên hiểu ý, lộ ra vẻ mặt như trái khổ qua, khiến tất cả mọi người đều bật cười. Sau đó đám người huyết hổ cũng thể hiện sức mạnh và khả năng của họ. Đặc biệt là huyết hổ, đánh ra một quyền xuyên thẳng qua xe bọc thép. Chiếc xe đó được dùng để chống đạn, không ngờ vậy mà lại bị một quyền của huyết hổ đấm xuyên qua. Khiến mọi người sốc nhất vẫn là Vệ Tử Thanh. Bởi vì Lạc Tú dạy anh ta các bài công pháp giờ phút này vệ tử thanh thật sự học được cách khống chế lửa, hiển nhiên là anh ta đã rất chăm chỉ. Vệ tử thanh vung tay lên, một quả cầu lửa lượn lờ quanh anh ta, sau đó mãnh liệt nhảy múa, đột nhiên biến thành biển lửa trong phạm vi mười thước. Nhóm người huyết sát nhìn vệ tử thanh với thần sắc ghen tị, nhưng chuyện này cũng không có cách nào. Thứ nhất, Lạc Tú cũng đã nói với bọn họ rằng vệ tử thanh có thể chất đặc biệt. Thứ hai, Lạc Tú còn cung cấp đãi ngộ đặc biệt cho vệ tử thanh hâm mộ thì hâm mộ nhưng loại cơ hội này không phải là thứ mình có thể cầu được sau đó lại có người thể hiện có người có thể xé tấm thép bằng tay không có người thậm chí có thể chặn được đạn nhóm người này có thể nói là thầy của hổ sói đương nhiên đây là nhờ thuốc gen được luyện chế bởi chất lỏng bí ẩn ở núi côn lôn lạc tú chỉ khai phá hết tiềm năng của loại dược liệu này mà thôi ngay cả lạc tú cũng nghi ngờ chất lỏng bí ẩn có thể là nước của giao trị ở côn lôn lạc tú hài lòng gật đầu Ít nhất đám người huyết sát chiếm vị trí số 1 không khó. Ngày đầu tiên của cuộc thi là một số hoạt động bắn súng và hoạt động địa hình đi bộ. Những kiểu thi này chắc chắn huyết sát thắng rất dễ. Sau đó thành công lọt vào top 5. Không ai ngạc nhiên về điều này, dù sao thì huyết sát cũng đã xuất sắc giành ngôi á quân trước đó. Vì vậy, Lạc Tú cũng không thèm theo dõi. Nhưng điểm nổi bật thực sự là cuộc chiến đoàn đội vào ngày cuối cùng xin hãy đọc truyện tại cộng cộng trăm chu yên việt nam cộng cộng đấy mới là điều thứ quyết định hạng nhất nhân chính lúc ấy huyết sát đã trực tiếp bị quân đao đánh bại chương 350, bao che tô bửu điền lắc đầu lúc đó không phải cậu lạc tự mình giải quyết huyết thi sao tô bửu điền thở dài một tiếng lúc ấy tô bửu điền thật sự không ngờ lại có chuyện này cho đến sau khi tin tức về đến yên kinh tô bửu điền mới sững sờ ông ta thực sự không ngờ Lạc Tú lại có thể dẫn huyết sát đi thu phục chuyện của huyết thi vương. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, nghe nói là Lạc Tú đã tự mình đánh bại huyết thi vương, lần này lại không phải là luận võ của các huấn luyện viên mà. Quân đao vốn đã rất mạnh, lại còn chấn thủ biên quan, thường chiến đấu với một số thành phần bất hợp pháp, luôn lấy chiến nuôi quân, thực lực tổng hợp không chỉ mạnh mẽ mà còn được tăng cường hai lần, vì vậy chắc chắn không phải tầm thường. Đến lúc đó đánh kiểu gì chứ? Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, mặc dù Tô Bửu Điền khá công nhận thực lực cá nhân của Lạc Tú, nhưng vẫn có chút nghi ngờ về phương pháp giảng dạy của Lạc Tú. Suốt cuộc, việc Lạc Tú để huyết sát ngủ hiện đã lan rộng khắp các quân khu lớn, chuyện này luôn là một trò đùa. Trong buổi tán gẫu, huyết sát đã trở thành ngủ sát, còn Lạc Tú thì được gọi là thần ngủ. Điều này làm cho Tô Bửu Điền không ngóc đầu lên được. Lạc Tú không tiếp tục chủ đề này nữa, dù sao thì hôm nay cứ chứng minh tất cả mọi thứ bằng thực lực thôi xe từ từ lái đến chân một ngọn núi ngoài ra còn có một ngọn núi lớn ở phía đối diện và đó là nơi diễn ra cuộc hỗn chiến của từng đội trên núi có cờ màu đội nào chiếm được cờ màu trong một tiếng đồng hồ mà không bị lấy mất thì đội đó thắng cuộc đây là một khó khăn lớn dù sao nếu đội nào chiếm được cờ màu thì có thể phải hứng chịu sự tấn công chung từ bốn đội còn lại sau khi vừa bước xuống xe họ đã gặp một người đàn ông mặc quân phục thẳng thớm. Cấp độ đó cùng cấp độ với Lạc Tú, và ngoài ra, còn có cấp tướng. Người cùng cấp với Lạc Tú là phó sĩ quan huấn luyện của quân đao, thân hình cao lớn, thần sắc ngạo nghễ, tên là Vương Trác. Còn người cấp tướng kia đến từ Tế Nam, tên là Chu Khải. Lúc này hai người đang bàn luận chuyện gì đó. Đại tá Vương, tôi e rằng lần này quân đao của ông lại chiếm vị trí số một rồi. Chu Khải cười nói. Ồ, Đừng nói như vậy, không phải vẫn còn huyết sát sao? Vương chắc cười nó, nhưng là cười châm chọc. Ừ, nhưng cũng thành ngủ sát rồi, hơn nữa có thần ngủ dậy dỗ tôi cảm thấy chuyện này khá là hiếm thấy. Chu Khải thở dài một tiếng rồi lại nói, chào ôi, đúng là năm sau lại không bằng năm trước. Tôi cũng thấy kỳ lạ, từ khi tướng lâm rời khỏi huyết sát, đúng là năm sau không bằng năm trước, lại còn tìm một thằng nhóc danh tới, lại còn cho huyết sát huấn luyện ngủ ha ha thật khiến người ta không nói nên lời nếu có cơ hội nhất định phải nhìn kỹ người này đấy vừa nói xong đám người tô bửu điền đã xuống xe e hèm tô bửu điền nhắc nhở hai người bọn họ tướng tô xin chào chu khải và vương trác mỉm cười chào hỏi sau đó nhìn về phía lạc tú người có thể theo sát bên tô bửu điền lúc này khẳng định là thần ngủ trong truyền thuyết sau khi vương trác đánh giá lạc tú không khỏi thầm lắc đầu người như vậy có thể làm sĩ quan huấn luyện sao? Tuy nhiên nghe Lâm Hóa Long nói đối phương có thực lực rất mạnh, vương chắc lại không đồng ý, cho dù mạnh thì có thể mạnh đến đâu chứ? Tuy được xưng là thiếu niên tông sư nhưng vương chắc không tin, có thể là bên ngoài thổi phồng mấy lời đồn đại lên thôi. Nhà họ vương luyện võ bao đời, ông ta cũng thông minh từ nhỏ, tư chất rất tốt, nhưng chưa từng nghe nói người trẻ tuổi nào có thể đạt thành tựu tông sư. Mà Chu Khải cũng thầm lắc đầu anh ta đến từ đảo Tần Hoàng, là người của nhà họ Chu ở đảo Tần Hoàng. Nhà họ Chu tuy không nổi danh lắm nhưng lại là một trong những thế gia cổ võ ẩn thân số một số 2 trong nước. Thậm chí trong nhà còn có những cao thủ đã vượt qua cảnh giới hóa thần và đạt tới cấp độ võ thánh. Nhân vật trên thiên bảng chỉ là một số tên ở mặt ngoài, đối với những gia tộc cổ võ mà nói, bọn họ hoàn toàn không để ý tới. Và lại hiển nhiên, bên bộ đội không để ý nhiều đến thiên bảng, nên chẳng ai quan tâm đến việc người đã thay thế ngôi đầu trên thiên bảng. Trong mắt Chu Khải hiện lên một tia khinh thường Lạc Tú, sau đó lên tiếng. Cậu chính là thần ngủ hả? Lạc Tú cau mày, có chút tức giận. Chu Khải, Tô Bửu Điền mắng. Ha ha, tướng Tô đừng tức giận, tôi chỉ nói giỡn thôi. Chỉ nói giỡn à, Tô Bửu Điền có chút bất mãn. Vâng, tôi nghe nói cách giảng dạy của sĩ quan huấn luyện Lạc này rất độc đáo. Ha ha ha. Chu Khải cười ha hả. Vương Trác ở bên cạnh cũng cười hùa. Chuyện đó liên quan đến ông sao? Lạc Tú bất mãn nói. Láo toét, tôi lớn hơn cậu về mặt cấp bậc, cậu nói chuyện với tôi như thế à? Chu Khải đột nhiên nghiêm mặt quát lớn. Chu Khải, Tô Bửu Điền cũng mắng. Tướng Tô, tuy rằng là người của ông, nhưng lại trực tiếp nói chuyện với tôi như thế này, không phải quá đáng sao? Chu Khải cũng cãi lại. Quả thực, nếu xét về chức vị lạc tú nhỏ hơn ông ta hơn nữa ông ta là ai chứ nói sao cũng là một người cấp tướng xin lỗi tướng chu đi vương trác ở một bên lên tiếng dù sao cũng là lỗi của cậu trước vương trác lại nói tôi có sai sao lạc tú tức giận cười có sai sao là có ý gì vương trác cười lạnh một tiếng cấp dưới bất kính với cấp trên dù có bảo cậu tự sát ngay cậu cũng nên làm nếu như cậu không xin lỗi tôi không ngại đâu trực tiếp tát cậu là được. Vương chắc mắng một câu. Nhưng vừa dứt lời, Lạc Tú đã động thủ rồi. Một cái tát lạnh lùng dáng thẳng vào mặt Vương Trác. Chát, một tiếng, Tô Bửu Điền và Chu Khải đều sững sờ. Rõ ràng là hai người đều không nghĩ tới Lạc Tú vậy mà lại không nói gì đã trực tiếp động thủ. Vương Trác che nửa khuôn mặt bị đánh, sau đó lộ ra vẻ khó tin. Cậu dám đánh tôi. Chát, Lạc Tú lại vung tay lên dáng thêm một bà tai đánh anh thì làm sao? Lạc Tú cười khẩy. Lần này Vương Trác hoàn toàn nổi giận. Ông ta là sĩ quan huấn luyện bên cạnh Lâm Hóa Long, đi đến đâu mà không được tôn trọng chứ? Đừng nói là đánh ông ta, thậm chí còn không dám nói một lời vô lễ nữa kìa. Không thấy Chu Khải là cấp tướng nhưng vẫn nói nói cười cười với ông ta sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền mươi 351, Võ Thánh Vừa nhìn đã biết là đang gọi cho Lâm Hóa Long. Tô Bửu Điền nhất thời nóng nảy. Ông ta thực sự sợ mọi chuyện sẽ ẩm ý lên. Dù gì thì Lâm Hóa Long cũng là một người bao che có tiếng, nếu Lâm Hóa Long biết thì dù thế nào ông ta cũng sẽ tìm đến chuyện này. Xét cho cùng, Lâm Hóa Long là loại nhân vật tàn nhẫn, dám một mình đến căn cứ của người khác để tiêu diệt người khác vì lợi ích của anh em mình. Nếu biết sĩ quan huấn luyện của mình đã bị người ta đánh, bất luận thế nào cũng sẽ làm khó dễ. Vì vậy Tô Bửu Điền vội vàng ngăn cản vương trác bình tĩnh một chút tô bửu điền hét lên trên mặt lộ ra vẻ hối lỗi bình tĩnh ư vương trác cười khẩy bình tĩnh cái rắm tôi đã bị tát vào mặt rồi ông còn bảo tôi bình tĩnh ư vương trác đã gọi điện cho lâm hóa long thầy lâm tôi bị người ta đánh vương trác chỉ có một câu nhưng bên kia cũng chỉ có một câu đến ngay sau đó vương trác không kiêng nể gì nữa cả ông ta nhìn lạc tú một cách hung tợn lâm hóa long bao che khuyết điểm đến mức nào đó đơn giản không phải là điều mà người khác có thể hiểu được nói cho cùng ông ta phải dẫn quân không thể chấp nhận được người phía dưới bị người ngoài bắt nạt và làm uất ức nếu không ông ta phục chúng như thế nào chứ và miễn là lâm hóa long đến vấn đề hôm nay sẽ không phải là chuyện bị tát vào mặt nữa nhất định sẽ truy cứu đến cùng dám tát vào mặt mình ông ta muốn xem hôm nay sẽ chỉnh đốn tên nhóc này như thế nào được lắm cậu có gan lắm làm rất tốt vương trác nhìn chằm chằm lạc tú trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn thô bạo gọi lâm hóa long phải không lạc tú lắc đầu khinh thường nhìn vương trác ông xem ông ta đến rồi dám nói cái gì dù ông ta có tới tôi đánh ông thẳng mặt ông ta cũng không dám nói lời nào được rồi tôi xem hôm nay cậu thu dọn tàn cuộc kiểu gì vương trác hừ lạnh thằng nhóc khốn kiếp trước mặt vậy mà còn dám nói lời hung ác vẫn không biết trời cao đất rộng. Cậu Lạc, cậu đó, hai, làm gì vậy chứ? Tô Bửu Điền ở bên cạnh khuyên nhủ, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Bởi vì một khi Lâm Hóa Long thực sự đến, ông ta cũng sẽ chẳng nể mặt Tô Bửu Điền đâu. Tướng Tô, ông đừng khuyên nữa. Chu Khải cười gần. Nếu cậu ta muốn gây chuyện thì cứ để cậu ta gây là được. Dù sao làm chuyện gì cũng phải gánh chịu hậu quả. Chu Khải mở miệng nói. Nếu thầy Lâm không tới, nếu là tôi, tôi cũng sẽ ra tay." Chu Khải nói thẳng, nhìn chằm chằm Lạc Tú. Nhưng mà những lời này vừa được nói ra, trong lòng Tô Bửu Điền liền vang lên tiếng lộp bộp. "Xong rồi, bây giờ hỏng rồi, với sự hiểu biết của ông ta đối với Lạc Tú, liệu Lạc Tú có thể chịu đựng những lời như vậy sao?" Quả nhiên, Lạc Tú cười mỉm. "Ông cũng muốn bị đánh à?" "Ồ, được đấy, đủ cuồng vọng đấy, ngay cả tôi mà cậu cũng muốn đánh sao?" chu khải cũng tiến lên không nhường một bước ông nghĩ sai rồi không phải muốn đánh ông mà là sẽ đánh ông lạc tú nói xong câu này lại vung một cái tát vào mặt chu khải dù sao chu khải cũng là người của gia tộc võ thánh đương nhiên thân thủ rất cao tuy rằng không phải là tông sư nhưng cũng không cách xa lắm cho nên chu khải vô thức muốn trốn nhưng bốp cái tát này như bóng với hình đập thẳng vào mặt chu khải chu khải xứng sờ tại chỗ cậu chu khải dữ dội gầm lên dường như không ngờ rằng mình lại không thể trốn thoát được rồi ông đây bốp lạc tú lại vung một cái tát nữa một cái tát này không có chút nể nang nào trực tiếp đánh chu khải bay ra ngoài đánh cho chu khải mặt đầy máu được lắm đánh cấp trên là tội chết đấy chu khải đứng lên nói sau đó lấy điện thoại ra nhưng đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên dừng lại lâm hóa long cuối cùng cũng đến vốn dĩ lâm hóa long còn đang ở bên kia ôn chuyện cùng một số người quen nhưng đột nhiên nhận được một cuộc gọi nói rằng sĩ quan huấn luyện của mình đã bị đánh vậy mà được à ở yên kinh còn có người dám động đến người của ông ta ư là ai dám ăn gan hùm mật gấu hả đây không phải là tìm cái chết sao vì vậy lâm hóa long ngùn ngụt lửa giận chạy đến vừa đến hiện trường lâm hóa long đã choáng váng bởi vì đó lại là lạc tú khoảnh khắc nhìn thấy lạc tú, cơn tức giận của ông ta như bị dội xuống một chậu nước lạnh, không chỉ có thể dập tắt trong chốc lát, khuôn mặt của ông ta cũng thay đổi ngay lập tức, kinh hồn táng đảm. Phải biết lạc vô cực là ai cơ chứ? Lúc đó là người có thể phóng hỏa đốt hồ quỷ. Hai người ở cảnh giới đại thông thần cũng không phải là đối thủ của lạc tú. Ai dám chọc một người như vậy chứ? Lâm Hóa Long đã từng nhìn thấy sự quyết đoán sắc bén của anh khi nói muốn giết người là giết người. Vì vậy, ông ta lập tức hét to một tiếng bảo chu khải dừng tay còn vương trác thì nhìn thấy lâm hóa long đến rồi trong khoảnh khắc ông ta như đã tìm thấy người đáng tin cậy ông ta định trực tiếp tiến lên mở miệng chỉ trích lạc tú nhưng lâm hóa long đã nói trước cậu lạc đánh ông ư là cậu ta trong lòng vương trác không khỏi có chút tàn nhẫn ông ta sắp được chỉnh đốn thằng nhóc này rồi nhưng ngay sau đó chát thình lình có một cái tát dáng tới trực tiếp tát vào mặt vương trác người đánh không phải ai khác mà chính là lâm hóa long vương chắc nhìn lâm hóa long với vẻ mặt đầy hoài nghi giống như không quen lâm hóa long hoặc đây không phải là lâm hóa long trong ấn tượng của ông ta làm sao lâm hóa long có thể không những không bao che mình mà còn đánh mình sau khi mình bị đánh chứ đây vẫn là lâm hóa long cực kỳ bao che khuyết điểm sao còn không xin lỗi cậu lạc à lâm hóa long tức giận hét lên sau đó Lâm Hóa Long gật đầu và xin lỗi Lạc Tú. Cậu Lạc, xin lỗi, là do tôi thiếu dạy dỗ mà đắc tội cậu. Lâm Hóa Long xin lỗi. Lần này, không nói đến Vương Trác, ngay cả Tô Bửu Điền cũng sừng sốt. Đây còn là Lâm Hóa Long sao? Đây có còn là cuồng thú sao? Đây có còn là cuồng thú Lâm Hóa Long muốn xông vào căn cứ của đối thủ vì anh em mình, ngay cả khi ông ta chỉ có một mình sao? Làm sao lại có thể xin lỗi Lạc Tú, hơn nữa rõ ràng còn rất sợ hãi. Phải biết rằng, đó là cuồng thú đấy. Chát, lạc tú lại tát vào mặt vương chắc một cái. Sau đó là một cái tát nữa vào mặt. Tôi đã nói rồi, cho dù ông ta đến, tôi có đánh ông, ông ta cũng không dám nói thêm một lời. Lạc tú cười khẩy. Lần này vương chắc hoàn toàn chết lặng. Tô Bửu Điền cũng sững sờ. mươi 352, chờ xấu mặt. Vương chắc lúc này kinh ngạc đến cực hạn, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Nếu Lạc Tú thực sự là một cao thủ của cảnh giới thông thần, thì ông ta thực sự không đắc tội nổi, ngay cả Lâm Hóa Long cũng đắc tội không nổi. Tức thì, Vương Trác cúi đầu nhận sai. Tôi xin lỗi, cậu Lạc, là tôi mạo phạm cậu. Thái độ của Vương Trác trước sau thay đổi quá nhanh. Trước đó, bị Lạc Tú tát vài cái, trong lòng ông ta đầy phẫn uất. Nhưng bây giờ ông ta thấy rất may mắn, bởi vì đó là một cao thủ cảnh giới thông thần, với mấy câu nói lúc nãy của mình thì đủ để bị giết ngay rồi. Đối phương hiển nhiên là tu dưỡng cực cao, cực kỳ có phong độ. Nếu đổi sang những cường giả cảnh giới thông thần khác thì ông ta đã chết từ lâu rồi. Cậu Lạc, tôi xin lỗi. Lâm Hóa Long cũng xin lỗi một lần nữa. Từ sau trận chiến ở khu Tây Tạng, ông ta đã hiểu được, ít nhất bên ngoài thì Lạc Tú đã là người đứng đầu hoa hạ rồi. Mặt khác, Chu Khải vẫn tỏ vẻ phẫn nộ. Ông ta là người của nhà họ Chu ở đảo Tần Hoàng, đã có một vị võ thánh tỏa trấn từ lâu, dù Lạc Tú là võ thánh thì sao? Chuyện của tôi không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được." Chu Khải đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng rồi hung ác nói. "Vậy ông muốn tính toán như thế nào?" Lạc Tú đá một cước tới, lại đạp Chu Khải ngã xuống đất. "Võ thánh, nhà tôi cũng có." Chu Khải vẫn không phục, hiển nhiên là thực sự tức giận. "Còn xét về chức vị, tôi lớn hơn cậu, cậu đang bất kính với cấp trên. Chu Khải lại hung ác nói. Cầm miệng, Lâm Hóa Long trực tiếp quay đầu mắng Chu Khải. Thế nào? Tôi nói sai sao? Chu Khải cười lạnh một tiếng. Hiện tại ông ta đã hận lạc tú rồi, nhất định phải báo thù này, nếu không ông ta không thể nuốt trôi cơn tức này. Cậu đáng tội chết. Bất kính với cấp trên, đúng là tội chết. Ông cầm miệng cho tôi. Lâm Hóa Long lại hét lên. Cậu Lạc đã sớm là cấp tướng rồi, chỉ là văn kiện chính thức vẫn chưa ban xuống thôi. Lâm Hóa Long nói thẳng sự thật. Thực ra ông ta mới biết mà thôi, cho đến khi trở về Bắc Kinh báo cáo công việc thì ông ta mới biết được tin tức này. Không nói đến Chu Khải, ngay cả Tô Bửu Điền cũng choáng váng, thậm chí ngay cả bản thân Lạc Tú cũng sửng sốt. Anh được thăng trước khi nào vậy? Không có khả năng, cậu ta có công lớn sao? Cậu ta có tư lịch à? Chu Khải lộ ra vẻ khó tin cậu lạc đã tiêu diệt được huyết thi vương và đánh bại hai cao thủ ở cảnh giới thông thần nước ngoài trong khu vực tây tạng hai việc này vốn chính là công lớn lâm hóa long nói ông nói xem cậu ấy có công lao gì không là công lớn luôn ấy chứ cho nên cậu ấy hoàn toàn không phải bất kính với cấp trên bây giờ ông phải gọi cậu ấy là tướng lạc câu này vừa dứt tất cả mọi người đều bị sốc tô bửu điền sướng sở hồi lâu mới chúc mừng lạc tú nhưng trên thực tế trong lòng mọi người đều biết, đây thật ra là xem trọng thực lực của Lạc Tú nên muốn mượn sức Lạc Tú. Bằng không, hai công lớn cũng không đủ bái tướng. Lạc Tú đương nhiên cũng biết rõ điều này trong lòng. Nói đến nước này rồi, Chu Khải không thể không tin được. Dù sao loại chuyện này không phải là chuyện đùa. Cuối cùng, Chu Khải thậm chí không dám buông ra những lời cay nghiệt, sám mặt đứng dậy rời đi. Nhưng trước khi rời đi, trong mắt ông ta tràn đầy oán hận hiển nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này. Ông ta không thể động đến Lạc Tú, nhưng không có nghĩa là võ thánh trong nhà anh ta không thể động. Không lâu sau khi rời đi, ông ta liền gọi điện thoại cho bác cả của mình. Alo bác cả, một lát nữa giúp cháu giết một người. Nhìn Chu Khải đang rời đi, Lâm Hóa Long há miệng thở dốc, cuối cùng lại thở dài một hơi. Hai, thở dài cái gì, Tô Bửu Điền khó hiểu. Vẫn là chuyện của cậu Lạc đấy nhà họ Chu này thật sự không dễ chọc vào đâu, Lâm Hóa Long nói. Những nhân vật trong truyền thuyết như Võ Thánh thường không nhìn thấy, nhưng một khi họ xuất hiện, nhất định sẽ làm náo loạn thế giới, không có bình an. Nhà họ Chu ở đảo Tần Hoàng tuy bề ngoài không có gì nổi bật, nhưng trong số những gia tộc lớn ẩn mình, đây cũng là một gia tộc lớn tiếng tăm lừng lấy. Truyền thừa không biết bao nhiêu đời. Thậm chí, nghe nói rằng có quan hệ rất lớn với thiên địa hội thời nhà Thanh và lại liên quan nhiều đến bang Diêm ở vùng Giang Nam trước giải phóng. Loại gia tộc này có thế lực cực kỳ khổng lồ, lại có võ thánh trong gia tộc, hiển nhiên không ai dám chọc bọn họ. Lạc Tú thì không quan tâm lắm, đương thời, anh tin chắc rằng mình là vô địch, trừ khi đạo thống từ xưa trên trái đất đã bị đóng cửa lại nhảy ra ngoài. Mấy người không thảo luận về vấn đề này nữa, ngược lại là đi bộ về phía ngọn núi. Đi bộ lên núi, ở đó có một số giàn tre đã được dựng lên, giờ phút này có những người già khoảng hơn 60 tuổi đang uống trà ở đó. Ông lão mặc bộ tôn trung sơn, trông uy nghiêm lạ thường, mỗi bước đi của ông ta đều mang phong thái uy nghiêm của một bậc bề trên. Mà bên cạnh có một người phụ nữ, là chị Dương mà Tô Bửu Điền đã nói đến. Lão Dương, ngay cả Tô Bửu Điền và Lâm Hóa Long cũng cho ông ta một kiểu chào quân đội. Rõ ràng đây là một lãnh đạo lớn. Ha ha, không cần khách sáo quá. Lão Dương trông rất hiền hòa, sau đó lại đưa mắt nhìn Lạc Tú. Sau khi liếc vài cái, ông ta khẽ gật đầu với Lạc Tú, coi như chào hỏi. Lạc Tú đương nhiên không chủ động chào hỏi, sớm muộn gì cũng có ngày anh có thể xải cánh bay cao. Đối với anh mà nói, trên đời này vạn vật đều như mây bay qua bay lại. Trong 10 vạn năm tu đạo, Lạc Tú đã trải qua quá nhiều vui buồn ly hợp, có người đã trở thành xương cốt khô héo có bạn thân gặp nạn, máu đổ trên đại địa. Đối với anh, nhiều thứ trên đời thực sự đã bị coi nhẹ từ lâu. Đó là lý do tại sao anh chưa bao giờ bị cám dỗ bởi những cô gái xung quanh mình. Bởi vì chỉ có thể chung đụng vài chục năm, không cần thêm đau buồn. Mà anh đã cô đơn mấy trăm, hàng nghìn năm, thậm chí hàng vạn năm rồi. Đúng là đã hơn vạn năm, nên thật ra không còn bao nhiêu tình cảm, tình người nữa. Suy cho cùng đã trải qua quá nhiều, đã coi thường mọi thứ từ lâu. Thay vào đó, anh chỉ một lòng cầu đạo. Lần này, Lạc Tú đã cố gắng hết sức để hòa nhập vào cuộc sống của một người bình thường và trải nghiệm mọi thứ. Đối với Lạc Tú, đây là một loại tu tâm. chương 353, có đầu óc chị Dương luôn không hài lòng với Lạc Tú. Cho nên lúc nào cũng nói mấy lời không khách quan trước mặt cha mình. Nếu lần này huyết sát thua sẽ bị giải tán, đó cũng là đề nghị của chị Dương bà ta luôn rất coi thường lạc tú tuổi còn trẻ học cái gì không học lại đi học cả vú lấp miệng em hơn nữa quá tự phụ và kiêu ngạo đặc biệt là ở căn cứ huấn luyện huyết sát lần trước khiến chị dương cảm thấy có chút nhục nhã quan trọng nhất chính là lúc đó bà ta chắc chắn lạc tú không thể giải quyết được chuyện của huyết thi vương cuối cùng sẽ đến hỏi mình nhưng không ngờ tin tức cuối cùng truyền đến là lạc tú đã giải quyết xong chuyện điều này càng làm cho trong lòng chị dương khó chịu vì vậy, hôm nay bà ta tỏ rõ muốn xem trò hay của Lạc Tú. Mấy người ôm suy nghĩ của riêng mình nhìn về phía ngọn núi đối diện. Theo tiếng còi vang lên, cuộc thi lớn đã bắt đầu. Dưới chân núi, không ai nhìn rõ, vì có tán lá tươi tốt và rừng rậm nên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người phải chờ xem ai lên đỉnh núi để tóm được cờ màu trước. Tổng cộng có 5 đội, bao gồm cả huyết sát và quân đao. Hiển nhiên, Tô Bửu Điền tương đối căng thẳng, bởi vì lần này sự tình trọng đại, hơn nữa đối thủ mạnh mẽ quân đao đã được tăng cường hai lần, Tô Bửu Điền hồi hộp đến mức đổ cả mồ hôi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh núi. Lạc Tú có vẻ rất thản nhiên, vỗ vai Tô Bửu Điền rồi nói. Đừng căng thẳng, làm sao có thể không căng thẳng chứ? Tô Bửu Điền cười khổ. Lão Tô, quả thật ông đừng căng thẳng, bởi vì dù có căng thẳng đến đâu, ông cũng không thể thay đổi chuyện huyết sát không thể thắng được chị dương ở một bên nói với vẻ quái gở không hẳn lạc tú lắc đầu hư một đội ngũ chỉ biết ngủ cho béo lên còn muốn thắng sao đừng nói là quân đao ngày ngày lay lắt giữa sự sống cái chết dù so với bộ đội đặc trùng ở các khu vực khác cũng khó mà thắng những gì chị dương nói thực ra không phải là không có lý khuôn mặt của tô bửu điền lập tức sụp đổ khi nghe nói thế chỉ có lão dương không nói chuyện còn Lâm Hóa Long cũng không dám nói gì bởi vì e ngại mặt mũi của Lạc Tú. Nhưng trong lòng ông ta vẫn rất tin tưởng vào quân đao mà mình bồi dưỡng, dù sao tuy rằng thực lực ông ta không mạnh bằng Lạc Tú, nhưng về phương diện huấn luyện, ông ta cảm thấy Lạc Tú tuyệt đối không thể so với mình. Quả nhiên, ngay giây phút tiếp theo, người đầu tiên lao lên là người của quân đao. Sau đó, lại là hai người của quân đao nhanh chóng vọt lên. Một nơi có độ cao thế này, chiếm lĩnh càng sớm hiển nhiên càng có lợi thế, dù sao có lợi thế về vị trí địa lý, không chỉ có thể tấn công mà còn dễ dàng phòng thủ hơn. Do đó, một khi quân đao đã chiếm được điểm cao, điều đó có nghĩa là có cơ hội chiến thắng rất lớn. Tô Bửu Điền nắm chặt tay, không ngừng hy vọng người sông lên tiếp theo sẽ là người huyết sát. Nhưng thật không may, người lao lên lại vẫn là người của quân đao. Cuối cùng, người của quân đao đã có được cờ màu. Chỉ cần có thể giữ được một giờ, thì trận chiến này, quân đao sẽ thắng. Lúc này, trong mắt Lâm Hóa Long đã hiện lên ý cười, bởi vì quân đao đã giành được lợi thế. Tô Bửu Điền thở dài một tiếng, sau đó hai mắt mở đi, như thể toàn thân bị rút hết sức lực. Bởi vì bây giờ có gần 10 người của quân đao đi lên rồi. Sự thật luôn thắng ngụy biện, chị Dương chế nhạo, trong vẻ mặt có chút sảng khoái. Chưa tới lúc nói chuyện thắng thua đâu, Lạc Tú vẫn rất tự tin. Chào ôi! Tô biểu điền thở dài, không muốn xem nữa. Bởi vì đến hiện tại, tất cả những người đi lên đều là người của quân đao, không thấy một người huyết sát nào. Nếu là trước đó, nói không chừng còn có thể rằng có một chút, thấy hai, ba người huyết sát đi lên. Nhưng bây giờ thì sao? Nửa giờ đã trôi qua, toàn bộ người quân đao đã đi lên, hoàn toàn chiếm giữ đỉnh núi, hơn nữa hình thành thế phòng thủ. Còn huyết sát thì sao? Thậm chí không thấy một bóng người. Tô Bửu Điền đột nhiên có chút nghi ngờ, lúc trước để Lạc Tú dậy huyết sát, quyết định này là đúng hay sai. Ít nhất, trước khi Lạc Tú huấn luyện huyết sát, dù gì huyết sát cũng có thể đấu một trận với quân đao. Nhưng bây giờ thì sao? Tô Bửu Điền không dám nói ra, nhưng trong lòng ông ta đã có ý nghĩ này. 20 phút trôi qua, vẫn không thấy một người huyết sát. Cho đến giờ phút này, Tô Bửu Điền hoàn toàn từ bỏ và thất vọng. Đại cục đã định, Chị Dương cười nói, chúc mừng Lâm Tướng Quân, lời của chị Dương hoàn toàn là đang công kích Lạc Tú. Ha ha, cảm ơn nhé, Lâm Hóa Long cũng nở một nụ cười trên mặt. Lão Dương nhìn Lạc Tú, ánh mắt lộ ra ý cười, bây giờ mọi chuyện đã thành kết quả cuối cùng rồi. Quân đao chỉ cần cầm cự 10 phút nữa là giành chiến thắng. Và ngay cả khi bây giờ huyết sát có lên, cũng hoàn toàn không có cơ hội để lật ngược tình thế. Chào ôi! Tô Bửu Điền lại thở dài một tiếng. Hừ, dạy người khác ngủ cả ngày, lấy gì mà thắng chứ? Chị Dương lại hừ giọng. Các người có thể có chút đầu óc không? Lạc Tú trực tiếp nói. Lời này vừa dứt, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ không hài lòng, nhưng đột nhiên mọi người đều có phản ứng. Có cái gì đó không đúng. Người của quân đao đi lên không khỏi quá dễ dàng rồi. Hơn nữa quan trọng nhất, kể từ khi quân đao đi lên, nãy giờ vẫn không có đội khác đi lên. Bộ đội đặc chủng của các khu vực khác cũng sẽ lên một vài người, nhưng tại sao lần này lại không có ai đi lên? Điều này hơi kỳ lạ. Có thể nào, Lâm Hóa Long đột nhiên nghĩ đến một khả năng kinh khủng. Hừ, đừng bao giờ nói quá sớm, đừng nói quá vẹn toàn, cũng đừng nói quá chắc chắn. Lạc Tú lãnh đạm nói. Lạc Tú vừa dứt lời, đám người huyết sát lập tức xuất hiện, không phải một người, mà là tất cả mọi người. Vừa rồi ở dưới chân núi, Bọn họ đã quét sạch ba đội đặc chủng kia rồi ư. Tô Bửu Điền đột nhiên thất thanh nói. Làm sao có thể chứ. Vẻ mặt của Lâm Hóa Long tức khắc thay đổi. Ngay cả quân đao cũng không thể làm được điều này. Lâm Hóa Long nói. Bởi vì đó không phải là đánh chặn mà là loại bỏ. Quân đao cũng không thể lấy một địch ba chứ đừng nói đến việc quét sạch họ. Nhưng bây giờ sự thật dường như là vậy. Nếu thật sự là thế. Dù quân đao có ở vị trí thuận lợi cũng không thể ngăn chặn được sự xâm nhập của huyết sát. Chương 354, đêm nay tao sẽ giết mày. Lâm Hóa Long quả thật không dám tin vào mắt mình nữa, trong số họ có người sở hữu sức chiến đấu sánh ngang với mình ư? Chẳng lẽ ông ta không biết gì về huyết sát sao? Sao có thể chứ, bởi vì huyết sát là do một tay ông ta gây dựng nên cơ mà. Nhưng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, huyết sát vậy mà đã phát triển tới trình độ này đây thật sự là huyết sát mà trước kia ông ta đã sáng lập sao? Nếu không phải được tận mắt chứng kiến, Lâm Hóa Long chắc chắn sẽ không tin. Cuộc chiến giữa huyết sát và quân đao thật sự chẳng khác nào một đám người lớn đấu với mấy đứa con nít cả. Quân đao hoàn toàn bị chế ngự. Sự thay đổi của huyết sát quá lớn, hơn nữa có xu thế không địch lại nổi. Lão Dương mở to hai mắt nhìn, chị Dương trợn mắt há hốc mồm, ngay cả tô bửu điền cũng ra sức dùng tay xoa xoa hai mắt mình. Tướng quân Lạc, chuyện này, Tô Bửu Điền thật sự không dám tin vào mắt mình nữa. Đã nói ông không cần khẩn trương, ông lại không nghe. Lạc Tú vẫy tay, như thể kết quả này căn bản nằm trong dự đoán của anh, là chuyện chắc như đinh đóng cột vậy. Vốn không cần phải lo lắng làm gì. Anh đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện, thậm chí còn dặn dò người của huyết sát sau khi dẹp sạch những kẻ khác thì có thể dừng chân nghỉ ngơi dưới chân núi một lát, hút xong mấy điếu thuốc hắng đi lên bằng không chuyện này đã sớm có kết quả rồi ở đỉnh núi đối diện quân đao đã hoàn toàn bị đánh bại căn bản không còn đường sống để thương lượng toàn bộ ngọn núi đã bị huyết sát chiếm đóng thậm chí người cầm đầu bên quân đao còn bị bắt tính ra thì chuyện này cũng có chút mất mặt bởi vì tên đó là bị bắt sống nếu có thể giết người tên đó hẳn đã chết từ lâu dù sao bắt sống một người còn khó hơn giết chết người đó gấp mấy lần lão dương kinh ngạc nhìn lạc tú sau đó trợn mắt tức giận lườm con gái mình một cái. Quả nhiên tình báo của bà ta là giả. Có thể dạy dỗ huyết sát trở thành dáng vẻ như bây giờ chỉ trong vài tháng ngắn ngủn, thì sao có thể là kẻ yếu đuối bất kham trong miệng chị Dương được chứ? Lâm Hóa Long lúng túng đứng yên tại chỗ, vừa nãy còn đắc ý lắm, nhưng giờ đây, khi sự thật hiển hiện trước mắt, lại khiến ông ta xấu hổ tới nỗi không còn chỗ dung thân. Tô Bửu Điền quay sang nhìn Lạc Tú, càng nhìn càng cảm thấy Lạc Tú vô cùng thần bí chuyện đi ngủ không phải lời nói suông cho vui mà ông ta biết có chuyện như vậy thật chỉ là từ khi nào đi ngủ cũng có thể huấn luyện người khác được vậy hay tướng quân lạc tôi chịu thua lâm hóa long cúi đầu nói không chỉ mình quân đao bại trận mà ngay cả lâm hóa long đây cũng chịu thua còn thua tâm phục khẩu phục bởi vì đứng trước mặt huyết sát quân đao thật sự không còn chút sức lực nào để chống đỡ tuy chị dương vẫn chưa phục nhưng sự thật đã bày ra trước mắt hệt như câu nói mà bà ta từng thốt ra kia sự thật sẽ chiến thắng lời ngụy biện chuyện này quả thật chính là lời chào phúng nặng nề nhất đối với bà ta nên sắc mặt bà ta lúc này cực kỳ khó coi lão dương thở dài một tiếng sau đó bình thản mở miệng nói hậu sinh khảo ý thật là hậu sinh khảo ý ngoặc kép vốn ông ta định dạy cho lạc tú một bài học nhưng xem tình hình bây giờ thì là người ta lên lớp giảng dạy cho ông ta mới phải lạc Lão Dương vừa hé răng, còn chưa kịp nói dứt câu, Lạc Tú đã thẳng thừng xoay người rời đi. Cấp bậc của ông ta còn cao hơn cả đám người Tô Bửu Điền một cái đầu, có ai lại dám không nể mặt ông ta như vậy cơ chứ? Nhưng Lạc Tú lại dám làm vậy, hiển nhiên anh không hề có ý định nghe ông ta nói, trực tiếp bỏ đi. Trong lúc nhất thời, cả Tô Bửu Điền lẫn Lâm Hóa Long đều chảy đầy mồ hôi lạnh. Nhưng vừa nghĩ tới tính cách của Lạc Tú, có lẽ đây cũng không phải lần đầu tiên Lạc Tú có hành động này với anh mọi thứ đều là chuyện đương nhiên cha cha xem bộ dạng ngung cuồng đó của cậu ta kìa chị dương đứng bên cạnh châm ngòi thổi gió tâm miệng lão dương không chỉ không trách cứ lạc tú ngược lại còn quát chị dương một tiếng con thì biết cái gì bộ dạng đó của người ta không phải ngung cuồng tự cao tự đại mà là có tư cách để lên mặt với cha lão dương mở miệng nói một nhân vật như vậy hiển nhiên đã vượt qua sức mạnh của thế tục chỉ có người khác cầu anh chứ làm gì còn ai có thể chèn ép nổi anh nữa. Cố gắng tìm cơ hội mượn sức cậu ta đi." Lão Dương dõi theo bóng lưng dần rời xa của Lạc Tú. Bên phía huyết sát đã chiến thắng, tất nhiên Lạc Tú cũng sẽ rời khỏi. Về phần phần thưởng và mấy thứ khác, Lạc Tú không thèm để ý tới. Còn văn bản chính thức của tướng quân gì gì đó, hẳn là mấy ngày nữa mới được gửi xuống, đương nhiên Lạc Tú không quá quan tâm. Sau khi gọi xe, Lạc Tú chuẩn bị về nhà nhưng vừa tới trước cửa đã chạm chán người của nhà họ thẩm. Trước cửa ra vào của khu nhà Lạc Tú có mấy chiếc Ferrari màu đỏ đang đậu, bên cạnh có mấy gã đàn ông ăn mặc trông rất giống quý tộc đứng dựa lưng bên hông xe, miệng phì phèo điếu thuốc. Là ba người thuộc thế hệ trẻ nhất của nhà họ thẩm, bao gồm Thẩm Tuấn Trạch, Thẩm Tuấn Kiệt và Thẩm Tuấn Phong. Có việc gì, Lạc Tú nhìn thoáng qua mấy tên nhóc này. Tuy nhìn bên ngoài thì mấy người này còn lớn tuổi hơn cả Lạc Tú, nhưng trên thực tế trong mắt lạc tú đám người đó còn không bằng cả trẻ con đương nhiên có rồi người mở miệng là thẩm tuấn phong tao thật sự rất ngạc nhiên trong trò chơi khủng bố lần trước mày thế mà vẫn còn sống có phải mày cảm thấy rất bất ngờ không có phải rất muốn hỏi vì sao tao lại biết chuyện đó đúng chứ thẩm tuấn phong nở nụ cười đắc ý nói nhưng điều khiến đám người thẩm tuấn phong kinh ngạc là lạc tú lại chẳng tỏ vẻ gì gọi là bất ngờ cả trái lại còn vô cùng bình tĩnh. hư, tốt lắm, giả vờ khá đấy. thẩm tuấn phong cười lạnh một tiếng. nhưng tao hy vọng mày biết rằng, mặc kệ lúc đó mày đã dùng cách gì để sống sót, nhưng sau đêm nay, mày sẽ không còn làm vậy được nữa đâu. thẩm tuấn phong lại nở nụ cười mỉa mai. mấy tên khác cũng bật cười khinh khỉnh. bởi vì đêm nay chúng ta sẽ cùng bước vào trò chơi khủng bố và đêm nay tao sẽ giết chết mày. thẩm tuấn phong miệng ngậm điếu thuốc buông lời đe dọa có lẽ tôi nên giết chết anh ngay bây giờ lạc tú lắc đầu tính ra tay thật dù sao với lạc tú mà nói muốn giết chết mấy người này là chuyện dễ như ăn bánh nhưng lạc tú mới tiến lên được mấy bước thì lập tức dừng lại bởi vì thẩm nguyệt lan đang đi từ xa tới anh đâu thể ở giết chết cháu trai của thẩm nguyệt lan ngay trước mặt bà đúng không bởi vì anh vẫn rất để ý tới cảm xúc của mẹ mình sao vậy Thẩm Tuấn Trạch đứng bên cạnh cười khẩy, nói: Sợ rồi à? Thẩm Tuấn Phong cũng cười khẩy một tiếng. Vừa nãy không phải mạnh mồm mạnh miệng lắm sao? Thẩm Tuấn kia tiếp tục buông lời châm biếm. Chương 355, bài kiểm tra đầu vào. Sau khi về tới nhà, Lạc Tú vẫn luôn trò chuyện với Thẩm Nguyệt Lan cho tới tối, rồi mới về phòng ngồi thiền. Đây là thói quen lâu năm của anh, nếu bắt anh nằm xuống ngủ thật, anh ngược lại sẽ thấy không quen kế hoạch đối phó với nhà họ thẩm đã được chuẩn bị sẵn sàng chỉ còn chờ nhà họ thẩm tự chui đầu vào nữa thôi có lẽ không bao lâu nữa là thu lưới được rồi sau khi sự việc nhà họ thẩm kết thúc chắc chắn lạc tú sẽ nghĩ cách để nhanh chóng tăng tiến thực lực của bản thân nếu được lạc tú nhất định sẽ tới côn lôn để thăm dò tìm hiểu một chuyến bởi vì lỡ đâu tìm được đường tới giao trì thật vậy chỉ cần tắm một lần thôi cũng xem như lời to rồi đó chính là giao chỉ được mệnh danh là hồ thăng tiên đó. Chỉ là lần này Lạc Tú vừa mới khoanh chân ngồi chưa bao lâu thì đã cảm nhận được dao động năng lượng lạ lùng giống lần trước truyền tới, sau đó anh lại bị truyền tống đi nơi khác. Xem ra lần này có bàn tay của Thẩm Tuấn Phong nhúng vào rồi, khóe miệng Lạc Tú không kiềm được khẽ nhếch lên, nụ cười khinh miệt thoáng hiện trên môi, kéo anh vào trong trò chơi khủng bố kia cũng đồng nghĩa với việc kéo một tai họa to bằng trời vào cùng. Đặc biệt là sau khi Lạc Tú nhìn rõ hoàn cảnh trò chơi lần này, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm tươi giói. Mặt khác, đám người Thẩm Tuấn Phong, Thẩm Tuấn Trẻ cũng đang tề tựu bên nhau. Tuấn Phong, lần này giao cho cậu đó, Thẩm Tuấn Kiệt và Thẩm Tuấn Trẻ cùng quay sang nhìn Thẩm Tuấn Phong. Trong mắt họ tràn ngập sát ý, thân là cậu chủ nhà họ Thẩm ở Yên Kinh, đã bao giờ họ phải chịu thiệt lớn trong tay người khác như vậy đâu. Hơn nữa còn không phải một lần, mà là rất nhiều lần. Yên tâm đi, đối với người chơi cao cấp như chúng ta mà nói, cái loại ma mới còn không bằng cả người chơi sơ cấp kia, trong trò chơi khủng bố, hoàn toàn chỉ còn nước bị chúng ta nghiền nát mà thôi." Thẩm Tuấn Phong ngạo nghễ mở miệng nói. "Cũng không phải anh ta cuồng vọng, mà là với những người chơi cao cấp như họ, ai chẳng từng sống sót vượt qua 10, thậm chí mấy chục màn chơi khủng bố chứ? Dù là về quy tắc của trò chơi hay là đẳng cấp, tất cả đều không phải thứ mà ma mới có thể so được." Hơn nữa sau khi tiến vào trò chơi, ưu đãi và địa vị mà họ chiếm được hiển nhiên không phải thứ người thường có thể sánh được. Quan trọng nhất là mỗi lần hoàn thành trò chơi, họ đều nhận được không ít phần thưởng và ưu đãi, có thể nói, trong trò chơi, anh ta đã đạt tới đẳng cấp có thể hô mưa gọi gió. Thậm chí còn có thể mang một số phần thưởng trở về hiện thực nữa. Được rồi, tôi đi đây." Thẩm Tuấn Phong nhếch mép, trông vô cùng thong dong và tự tin trò chơi lần này sẽ vô cùng thú vị và hay ho cho xem. Anh ta sẽ khiến Lạc Tú cảm nhận được thứ gì gọi là tuyệt vọng, sau đó sẽ ở trong trò chơi từ từ hành hạ Lạc Tú đến chết. Đợi tới lúc Lạc Tú mở mắt nhìn kỹ, anh phát hiện bản thân đang đứng trên một con đường nhỏ hẹp, quanh co, cuối con đường nhỏ là một ngọn núi lớn sừng sững. Ngọn núi kia chạm tới mây, chắn ngang chân trời, thoạt trông vô cùng rộng lớn và hùng vĩ, giống hệt kim tự tháp cắm thẳng tới trời. Trên núi có hạc trắng bay lượn, bạch viên gạo giống. Dưới chân núi là thềm đá phủ kín rêu xanh, cạnh thềm đá là một tấm bia đá khổng lồ đứng sừng sững. Cổ đạo tông, ba chữ này cứng cáp hữu lực, mang khí thế như rồng thăng thiên, thậm chí còn có hào quang năm màu vần quanh bia đá. Lúc này, mọi người xung quanh đều mặc áo liền thân, tóc dài ngang vai, tuy cách ăn mặc của mỗi người không giống nhau, nhưng có thể chắc chắn một điều họ không khác gì cổ nhân cả, hiển nhiên lần này trò chơi lại bắt trước tông môn nào đó của thế giới tu tiên hoặc cũng có thể là của địa cầu thời xưa. Đều đứng nghiêm cho tôi, muốn đặt chân vào cổ đạo tông, không thể không đi qua cái thang trời này, với lại quy tắc của trò chơi lần này chính là tiến vào được cổ đạo tông, nếu không sẽ bị loại bỏ. Cạnh cầu thang, một thanh niên mặc đồ đạo đồng lên tiếng. Lần này lại có người chơi bị đưa thẳng vào trong trò chơi, xem ra trò chơi lần này thú vị lắm đây thật ra mọi người hiểu rất rõ về quy tắc trò chơi trong này quy tắc trò chơi chính là thần là chúa tệt tuyệt đối nên nếu thật sự có người bị loại bỏ người đó chắc chắn phải chết thế nên vừa nghe thấy thanh niên mặc đồ đạo đồng này mở miệng đám người đứng trên đường nhỏ lập tức để lộ vẻ mặt nghiêm túc thậm chí có chút nặng nề nơi này có tổng cộng mười mấy người có nam có nữ có vài người là ma mới nhưng cũng đã tham gia lần hai thậm chí lần ba Thế nên không ai cảm thấy hoang mang và bất an như lần chơi đầu tiên cả, hiển nhiên họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng thứ khiến Lạc Tú cảm thấy hứng thú lại là bài kiểm tra đầu vào, hình như trước kia anh chưa từng trải nghiệm qua chuyện gì tương tự. Bởi vì lúc trước, sau khi đạt được truyền thừa từ Thái Hoàng Kinh, anh không cần gia nhập bất cứ tông môn hay thánh điện nào. Điều này đã khơi lên sự hứng thú trong lòng Lạc Tú. Đừng đứng ngây ra đó, nghe kỹ đây, trước khi trời tối phải leo lên tới nơi, cho dù bản thân đạt tiêu chuẩn nhưng nếu trời đã tối mà mình vẫn còn đứng trên bậc thang, tức là nhiệm vụ thất bại. Thanh niên mặc đồ đạo đồng một lần nữa mở miệng nhắc nhở. Anh ta vừa dứt lời, đã có người làm quân tiên phong lao tới. Mà cũng phải thôi, giờ mặt trời phía xa xa đã lên khá cao rồi, nếu bắt buộc phải leo lên tới đỉnh cái cầu thang không thấy điểm cuối, như núi với trời này trước khi trời tối, đương nhiên phải nắm chặt lấy thời gian chỉ là người vừa lao lên đó mới đặt một chân lên cầu thang thôi cả người lập tức sôi trào đúng vậy thân thể người đó trực tiếp sôi lên như nước sôi vậy làn da trước mắt đã tan chảy máu thịt trong người như bị đun sôi khói trắng bốc lên cuồn cuộn chỉ trong thời gian một cái trước mắt tên đó đã trực tiếp biến thành một đống xương trắng mùi thịt gây gắt sọc thẳng vào mũi khiến rất nhiều người có mặt ở đây cảm thấy buồn nôn phía sau có hai người vốn cũng định xông lên nhưng bây giờ lại kịp thời dừng bước nguy hiểm hơn có người đã sắp đặt chân lên bậc thang rồi cũng may kịp thời thu lại tất cả mọi người biến sắc trong lòng vô cùng hoảng sợ cứ thế mất đi một người ư vậy cũng tàn khốc quá rồi đó ngay cả lạc tú cũng hơi ngạc nhiên còn có chuyện như vậy nữa ư hừ tôi còn chưa nói xong hấp tấp tới vậy à chết cũng đáng người thanh niên mặc đồ đạo đồng kia không chỉ không cảm thấy thương tiếc trái lại còn có chút đắc ý, hiển nhiên vừa nãy anh ta hoàn toàn có thể một hơi nói xong nhưng lại cố tình nghỉ giữa chừng để dụ mọi người vào bẫy. Audio điện tử võ tấn bền chương 356, giúp hay không không một ai dám động đậy Bởi vì không một ai có ý định làm chim đầu đàn, kết cục của con chim đầu đàn hồi nãy đều hẳn rõ trong mắt từng người. Nhưng cứ kéo thời gian mãi như vậy cũng không phải là cách. Một lát sau, lạc tú là người đầu tiên bước về phía đống củi anh thật sự muốn trải nghiệm thử xem bài kiểm tra đầu vào này có thú vị như những gì anh nghĩ hay không thế nên lạc tú đi thẳng một đường tới chỗ đống củi sau lưng có người thầm cười lạnh trong lòng có người lặng lẽ quan sát cũng có người đang đợi tất cả đều đang đợi xem sẽ xảy ra chuyện gì tận đến lúc lạc tú cầm một bó củi lên sau đó vác theo bó củi đi về phía cầu thang dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người anh bước một chân lên bậc thang sau đó cất bước thứ hai. An toàn. Cảnh tượng này khiến đám người phía sau lập tức cuồn cuộn kéo nhau tiến lên. Mỗi người cầm lấy một bó củi, sau đó đi về phía cầu thang. Chỉ là trọng lượng của bó củi không hề nhẹ, có vài người đàn ông khi cầm trong tay còn cảm thấy nặng. Đặc biệt là ba cô gái trong số mười mấy người kia, có thể thấy cả ba đều cố hết sức mới khiêng nổi. Có thể thấy, độ khó của nhiệm vụ leo thang trời này lại tăng lên rồi. Thang trời vốn đã cao, nếu còn phải vác bó củi nặng 40, 50 cân lên núi, sẽ càng thêm khó khăn. Tuy nhiên lúc này vẫn có người tình nguyện giúp đỡ người khác, vài người đàn ông vừa vác bó củi của mình, vừa giúp mấy cô gái kia một tay. Sau khi đi được một đoạn thời gian, tất cả mọi người đều thấm mệt, bắt đầu thở hổn hển. Nhưng Lạc Tú vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm, từ đầu tới cuối đều giữ vững vị trí đầu tiên, hiển nhiên, với anh mà nói Chút trọng lượng đó gần như không đáng để vào mắt. Này, anh đẹp trai phía trước ơi, chờ một chút đi." Một tên mập đi phía sau vừa lau mồ hôi trên trán, vừa vác theo bó củi. Vừa nãy anh ta còn khiêng giúp người đẹp bên cạnh một đoạn. Lạc Tú quay đầu lại nhìn tên mập, tên mập thấy vậy lập tức mặt không đổi sắc nói: "Trông anh đi lại nhẹ nhàng như vậy, hay là giúp người đẹp này một chút đi." Mọi người cũng không dễ dàng, chẳng ai muốn chết ở cái chỗ quái quỷ này cả. Tên mập chỉ tay về phía cô gái đẹp kia. Người đẹp tên là Lý Phương, mặc dù trên người mặc quần áo thời xưa cũng khó mà giấu nổi dáng người đáng hâm mộ của cô ta, hơn nữa dung mạo cũng sắc nét. Trong hiện thực, cô ta là một người mẫu trang bìa của một tạp chí thời trang. Lý Phương nhìn Lạc Tú bằng ánh mắt khẩn cầu. Thấy Lý Phương đầm đìa mồ hôi, mỗi bước đi trông cực kỳ cố sức, Lạc Tú ngẫm ngợi một lúc rồi nhận lấy bó củi trong tay Lý Phương, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Điều này khiến Lý Phương thoải mái hơn nhiều, vừa đi theo phía sau Lạc Tú, vừa trò chuyện. "Anh đẹp trai, anh là người nơi nào?" Lý Phương mở miệng hỏi. "Người Thông Châu." Lạc Tú đơn giản trả lời lại một câu, cũng chẳng vì thấy Lý Phương xinh đẹp mà trở nên nhiệt tình. Lý Phương thấy thái độ lạnh nhạt của Lạc Tú thì không tiếp tục nói nữa, trái lại quay sang giúp tên mập cùng khiêng bó củi lên núi. Nhưng trong mắt tên mập lại thoáng hiện vẻ khó chịu. Anh ta cực kỳ không hài lòng với thái độ này của Lạc Tú. Thật ra mười mấy người phía sau ai cũng có thành kiến với Lạc Tú cả, lý do cũng rất đơn giản, bởi vì trông Lạc Tú quá nhẹ nhàng. Thoạt nhìn chẳng tốn chút sức lực nào cả, so với dáng vẻ sắp mệt chết của bọn họ thật sự khác biệt quá lớn. Điều này khiến Lạc Tú bị mọi người căm thù. Lại đi thêm một lát, một cô gái nữa thật sự không kiên trì nổi nữa, đưa mắt nhìn về phía Lạc Tú. Anh đẹp trai tôi thấy hình như anh vẫn có thể vác thêm một bó nữa, anh giúp tôi vác được không? Trên người cô gái này tỏa ra khí chất dịu dàng, cảm giác giống như tiểu thư đài các. Nhưng cách nói chuyện vinh mặt, hất hàm sai khiến của cô ta lại khiến người khác cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Trong hiện thực, cô ta là con cháu của một gia tộc lớn, tên là Trương Nhiễm Nhiễm. Sao tôi phải giúp cô? Lạc Tú bỗng quay đầu lại hỏi. Nhờ người khác giúp đỡ mà còn dùng giọng điệu như vậy anh vừa dứt lời, mặt mày trương nhiễm nhiễm lập tức biến sắc. Bàn tới dung mạo, so với Lý Phương, cô ta thật ra càng thêm xuất chúng. Nhưng câu nói của Lạc Tú lại khiến cô ta nhất thời có cảm giác không xuống được đài, hơn nữa mặc dù bộ dạng của cô ta trông rất giống tiểu thư khuê các, nhưng trên thực tế đã bị chiều hư. Trước giờ nào có ai dám trực tiếp từ chối cô ta như vậy? Rõ ràng trông anh rất nhẹ nhàng mà, vác thêm một bó củi nữa thì có làm sao đâu trương nhiễm nhiễm mở miệng đáp trả trong mắt lộ rõ vẻ bất mãn nhưng tôi và cô không thân cũng chẳng quen mắc gì tôi phải giúp cô lạc tú cảm thấy cách nghĩ của những người này thật sự rất buồn cười còn cưỡng chế bắt người khác giúp mình nữa chứ nhưng mới nãy anh cũng giúp cô ta đó thôi trương nhiễm nhiễm chỉ tay vào lý phương nói tôi giúp cô ấy hay không là chuyện của riêng tôi mà nhỉ có liên quan gì tới cô không lạc tú hỏi ngược lại hừ cái cậu này, giúp cô ấy một chút thì chết cậu à?" Có người sau khi nghe xong bỗng mở miệng nói chen vào. "Đúng vậy, người ta là con gái, vốn đã không dễ dàng rồi. Cậu vẫn còn nhiều sức lực, giúp người ta một chút có sao đâu?" Lại có người mở miệng nói đế vào. Lạc Tú trực tiếp xoay người, không thèm để ý tới những người này, thể loại thích dùng đạo đức chèn ép người khác này, anh gặp nhiều rồi. Anh chẳng thèm cãi nhau với những người đó nhưng điều khiến người khác cảm thấy ngạc nhiên là lý phương cũng mở miệng nói giúp đám người kia anh đẹp trai anh giúp cô ấy một chút thì có sao đâu lý phương ép hỏi lạc tú lạc tú nhìn thoáng qua lý phương sau đó ném thẳng bó củi của lý phương xuống đất rồi tiếp tục tiến về phía trước giúp một chút thì có sao đâu ở chỗ này có thể giúp một người đã xem như rất tốt rồi hơn nữa người ta giúp bạn là vì tình cảm không giúp cũng chẳng vi phạm nguyên tắc gì đâu có luật nào quy định con người ta nhất định phải giúp đỡ người khác nhưng nếu không chịu giúp những người này lập tức quay lưng chụp mũ lên đầu bạn thật sự quá nực cười lý phương thấy lạc tú để bó củi lại trên bậc thang không chỉ không cảm thấy bản thân làm sai trái lại còn khó chịu ra mặt cái tên đó đúng là lạnh lùng chẳng có chút tình cảm tương thân tương ái gì cả lý phương nhặt bó củi của mình lên thật ra đến thời điểm hiện tại vị trí của họ đã ở giữa sườn núi Chương 357, bỏ phiếu giết mày. Lạc Tú như đang tản bộ trong sân nhà, không nhanh không chậm bước lên bậc thang cuối cùng trước khi mặt trời lặn. Phía sau lại có thêm 10 người thành công leo tới đỉnh, về phần mấy người còn lại, thời điểm mặt trời xuống núi, họ trực tiếp hóa thành bột mịn, không có lấy một cơ hội để phản kháng. Sau khi 10 người kia lên tới đỉnh, dù là nam hay nữ cũng mệt mỏi ngã ngồi xuống đất, không muốn đứng lên nữa. Chỉ tiêu chỉ có 10 người trưởng lão vương phụ trách kiểm tra đầu vào bỗng mở miệng nói. Vừa dứt lời, mặt mày mọi người lập tức biến sắc, mặc dù đều là ma mới, nhưng họ tuyệt đối không phải giao cải. Chỉ tiêu chỉ có 10 người. Tính đến thời điểm hiện tại, bọn họ tổng công có 11 người, tức là có một người sẽ bị đào thải, mà kết cục của kẻ bị đào thải chỉ có một. Chết. Hiển nhiên trong số họ có một người chắc chắn phải chết, điều này khiến ai nấy đều cảm thấy lo sợ bất an. Yên tâm đi, lão phu sẽ bày cho các cậu một biện pháp công bằng đó là các cậu sẽ tự quyết định người bị đào thải là ai trưởng lão vương dung dung hàng lông mi trắng xóa, vuốt vuốt bộ dâu dài vừa nói trên mặt vừa hiện lên nụ cười đầy ác ý tự bọn họ quyết định trong lúc mọi người còn đang thấy khó hiểu vị trưởng lão vương phụ trách kiểm tra đầu vào chợt phất nhẹ ống tay áo trước mắt mọi người lập tức xuất hiện một tờ giấy và một cây bút các cậu tự bỏ phiếu quyết định người bị loại sẽ chết Trưởng lão Vương nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng đen như mực, hệt như ác ma trồi lên từ địa ngục. Chúng ta sẽ ban chết cho người có số phiếu nhiều nhất, nghĩ kỹ rồi hãy bỏ phiếu, bây giờ, bắt đầu đi. Trưởng lão Vương vung tay áo, xoay người sang chỗ khác. Lần này tất cả mọi người đều thấy lúng túng, biết bỏ phiếu cho ai đây. Với lại chính mình cũng rất dễ bị người khác bỏ phiếu cho. Người đầu tiên động bút chính là Trương Nhiễm Nhiễm, sau một hồi do dự, cô ta lén lút liếc mắt nhìn lạc tú cuối cùng vẽ dáng vẻ của lạc tú lên giấy sau đó còn nháy mắt ra hiệu với mấy người bên cạnh liên tục liếc mắt nhìn về phía lạc tú hiển nhiên ý của cô ta là muốn bỏ phiếu cho lạc tú mấy người khác lập tức hiểu ý cuối cùng đều bỏ phiếu cho lạc tú hết dù sao dọc đường đi bọn họ luôn nhìn lạc tú không vừa mắt dứt khoát vẽ mặt của lạc tú vào giấy cho rồi Lý Phương còn đang do dự thì bị tên mập kế bên lôi kéo bảo cô ta bỏ phiếu cho lạc tú. Lúc đầu Lý Phương ngây người một lát, dù sao vừa nãy lạc tú đã giúp cô ta một phen, nhưng tên mập lại chừng mắt nhìn cô ta, cô ta lập tức hiểu ra, bây giờ là thời khắc quyết định sống chết, nếu viết tên lạc tú, tỷ lệ sống sót sẽ lớn hơn nhiều. Bởi vì dọc đường đi, mọi người đều cảm thấy bất mãn với lạc tú, nên chắc chắn sát suất lạc tú bị loại là lớn nhất với lại cũng không ai dám bảo đảm cuối cùng sẽ không có người nào bỏ phiếu cho mình sau khi nghĩ thông điểm này lý phương cắn răng cuối cùng vẽ lạc tú vào giấy không một ai biết người khác bỏ phiếu cho ai chỉ có thể thấy của mình cuối cùng trưởng lão vương lại phất nhẹ ống tay áo thu hết giấy về sau khi nhìn qua một lượt ông ta tức khắc nở nụ cười lạnh lùng sau đó nhìn về phía lạc tú thú vị rất thú vị nhóm người một người Vậy mà cậu thu được 10 phiếu. Trên mặt Trưởng lão Vương lộ ra nụ cười hứng thú. Còn Lạc Tú lại đưa mắt nhìn những người khác, đặc biệt là Lý Phương và tên mập. Về phần Lý Phương, sau khi nghe thấy câu nói đó, mặt mày lập tức biến sắc, cô ta không ngờ Trưởng lão Vương sẽ nói tẹt ra như vậy. Điều này đồng nghĩa với việc nói cho Lạc Tú biết rằng cô ta cũng bỏ phiếu cho Lạc Tú. Những người khác bỏ phiếu cho tôi, tôi cũng không thấy lạ, nhưng tôi không ngờ cô cũng sẽ bỏ phiếu cho tôi đấy ánh mắt lạc tú thong thả lướt qua tuy rất bình tĩnh nhưng cũng khó mà giấu nổi sát ý trong lòng lý phương lập tức hoảng loạn cả lên không dám đối diện với lạc tú chỉ biết cúi đầu nhân tính đúng là thú vị tôi giúp cô cô trái lại muốn đẩy tôi vào chỗ chết lạc tú khẽ nhếch môi để lộ nụ cười sâu xa tôi tôi đây là cục diện bạn sống tôi chết tôi chỉ muốn sống sót thôi lý phương ấp úng trả lời chuyện này tương đương với bản án tử hình dành cho cô lạc tú lắc đầu thở dài nói sư thúc để con tự tay đặt dấu chấm hết cho cậu ta một giọng nói bỗng cất lên ngay sau đó thẩm tuấn phong nghênh ngang xuất hiện ha ha em trai tiểu tú à mày đã làm gì mà khiến nhiều người ghi hận quá vậy thẩm tuấn phong nhìn về phía lạc tú trên mặt hiện lên nụ cười lạnh và sát ý nồng nặc quan trọng lắm sao lạc tú nhìn thẩm tuấn phong chẳng cảm thấy có gì phải ngạc nhiên cả dù sao tất cả bọn họ đều phải chết ngoặc kép ha ha e là mày vẫn còn đang nằm mơ họ sẽ không chết người chết chính là mày đấy thẩm tuấn phong bước từ xa lại gần nhìn về phía lạc tú bằng ánh mắt lạnh lùng tao nói rồi đêm nay tao phải giết mày thẩm tuấn phong chẳng hề lo lắng chút nào ở trong trò chơi anh ta là một người chơi cao cấp năng lực mà anh ta sở hữu không còn giống ngày thường nữa. Cấp bậc càng cao, thực lực tất nhiên sẽ càng mạnh. Ví dụ như trong hiện thực, bạn chỉ là một kẻ tầm thường trói gà không chặt, nhưng chỉ cần trong trò chơi bạn là một người chơi cao cấp, vậy bạn sẽ có sức mạnh nâng xe buýt bằng một tay, thậm chí còn có thể học được vài pháp thuật hoặc là thần thông gì đó. Hơn nữa trong trò chơi này, chế độ cấp bậc vô cùng nghiêm ngặt, nếu bạn chỉ là một ma mới, bất kể có làm gì cũng chỉ có thể bị người chơi cao cấp hành hạ đến chết. Bởi vì đây cũng chỉ là trò chơi khủng bố, không phải đời thật, không có nhiều luật lệ. Ở đây, chỉ cần bạn muốn, bạn hoàn toàn có thể giết người. Chỉ cần bạn có thực lực, vậy bạn có thể giết người. Đối phó ma mới như Lạc Tú, với người chơi cao cấp như Thẩm Tuấn Phong mà nói, cũng chỉ là một cái tát mà thôi. Nếu giết Lạc Tú ở đây, Lạc Tú trong hiện thực cũng chỉ còn đường chết anh tự tin tới vậy sao? Lạc Tú hỏi một câu. Anh thấy thực lực ở đây của Thẩm Tuấn Phong cũng xem như chỉ mới nhập đạo thôi. chương 358, Trấn Thiên Bi. Nhìn thấy Thẩm Tuấn Phong cư xử như vậy, cảm giác tội lỗi trong lòng Lý Phương ngay lập tức biến mất, thậm chí cảm giác hả hê càng mạnh mẽ hơn. Những người khác cũng nhìn Lạc Tú như thể họ đang xem một trò đùa. Như thế nào? Chú em tiểu tú cảm thấy tuyệt vọng lắm phải không? Sợ rồi chứ gì? Thẩm Tuấn Phong cố tình giết một người chỉ để khiến Lạc Tú biết sợ. Tôi chỉ thích nhìn mọi người bị dồn vào đường cùng, Thẩm Tuấn Phong là một kẻ biến thái, người nhà họ Thẩm đều biết chuyện này. Đến đây, Thẩm Tuấn Phong chỉ vào một người trong đám đông, vẻ mặt của người đó đột nhiên thay đổi. Anh giết tôi làm gì? Tôi không có thủ oán gì với anh mà." Người đó kinh hoàng nói, thậm chí nhìn không được mà lùi lại mấy bước. Nhưng Thẩm Tuấn Phong đột nhiên giơ tay lên tóm lấy người đàn ông người đàn ông Thẩm Tuấn Phong hút tới, bị siết chặt cổ chỉ bằng một tay của Thẩm Tuấn Phong. Tay Thẩm Tuấn Phong giống như một chiếc kìm thép, siết chặt cổ người đàn ông, khuôn mặt người đàn ông lập tức đỏ bừng, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhìn xem anh ta sợ đến mức nào đi, Thẩm Tuấn Phong không nhìn người đó, mà nhìn Lạc Tú. Ở đây, mạng người chẳng có giá trị gì đâu, Thẩm Tuấn Phong cười xấu xa, sau đó ra sức, rắc một tiếng. Cổ của người đàn ông đã bị Thẩm Tuấn Phong bẻ gãy nếu không muốn chết lập tức quỳ xuống cho tôi thẩm tuấn phong nhìn tám người còn lại bằng ánh mắt lạnh lùng lập tức tám người quỳ dạp xuống vẻ mặt sợ hãi dù sao cái bóng của tử thần đã tới không phải ai cũng dám đối mặt điều duy nhất khiến thẩm tuấn phong ngạc nhiên là lạc tú vẫn bình tĩnh đứng đó cậu không nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của anh ta ngay trước khi anh ta chết sao thẩm tuấn phong nhìn lạc tú lát nữa cậu cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi anh nói nhảm nhiều quá." Lạc Tú lắc đầu, không có hứng thú với Thẩm Tuấn Phong chút nào, nhưng lại rất quan tâm đến người trong cổ đạo tông kia. "Sắp chết rồi mà còn giả bộ nữa à?" Thẩm Tuấn Phong chế nhạo. Nhưng lời nói của anh ta vừa hạ cánh, một cái tát thật mạnh ập đến ngay lập tức. Bốp. Cái tát này tuy không quá gay gắt nhưng cũng khiến Thẩm Tuấn Phong rất khó chịu, khuôn mặt trực tiếp biến dạng vì cái tát này. Lúc này, vẻ mặt kinh ngạc hiện lên trên mặt Thẩm Tuấn Phong. Vốn dĩ muốn làm cho Lạc Tú cảm thấy tuyệt vọng, sợ hãi trước khi giết anh. Nhưng bây giờ, với tư cách là một người chơi cao cấp, lại bị một người mới tát vào mặt, cái tát đáp xuống một cách bất ngờ, anh ta khó có thể chấp nhận được. Anh ta là người chơi cao cấp đấy, vừa mới giết những người mới kia kìa, đám người mới kia đã bị anh ta đè bẹp như kiến, làm sao có thể chống lại được. Bây giờ một con kiến đã tát anh ta, anh ta thậm chí không có thời gian để phản ứng. Nhưng ngay sau đó, anh ta lại ăn một cái tát vào mặt tiếp, mắt mũi tối sầm lại. Không, không thể nào, Thẩm Tuấn Phong gầm lên dữ dội. Làm sao có thể như thế được? Thẩm Tuấn Phong lại giống lên. Những người duy nhất có thể tát anh ta một cách dễ dàng như vậy là những người chơi cấp lão làng hơn, hoặc những người ở trên nữa. Nhưng làm sao mà Lạc Tú lại đủ sức chứ? Dù sao thì Lạc Tú đã bị chính mình lôi kéo vào trò chơi kinh dị này, Lạc Tú rốt cuộc là người mới hay người chơi lão làng? anh ta là ngu ít rõ nhất. vì vậy không điều gì trong số này có thể xảy ra cả. trương nhiễm nhiễm lý phương và những người khác đang quỳ trên mặt đất cũng kinh ngạc nhìn lạc tú. phương thức giết người của thẩm tuấn phong vừa rồi thực sự quá dễ dàng, nhưng bây giờ thì sao? đừng nói đến việc đánh nhau với lạc tú, anh ta còn chẳng có cửa đánh trả. cũng giống như người lớn đánh một đứa trẻ, chỉ đơn giản là đè bẹp. nhưng lạc tú nhìn thẩm tuấn phong với vẻ chế nhạo nói một đống chuẩn bị cả buổi có tác dụng gì chứ lạc tú lắc đầu tôi tặng anh một câu rác rưởi luôn chỉ là rác rưởi lạc tú nhìn thẩm tuấn phong với vẻ khinh thường điều này khiến thẩm tuấn phong ngay lập tức tức giận nhưng bất mãn trong lòng thì sao khi lạc tú đánh anh ta đừng nói là phản kháng anh ta còn chẳng phản ứng kịp chỉ để bị đánh mà thôi điều này khiến anh ta tức giận như muốn nổ tung sau khi chuẩn bị lâu thật lâu nói thật nhiều cuối cùng vẫn bị tát vào mặt. Khoảng cách này với cảnh anh ta tưởng tượng trong đầu chỉ đơn giản là hai thế giới cách xa nhau. Anh ta không chấp nhận được. Đừng nói đến thể diện của người chơi cao cấp nữa. Nhưng Vương trưởng lão ở bên cạnh lúc này đã đứng lên. Thẩm Tuấn Phong và những người khác đều là người chơi, Vương trưởng lão là một vai trò tương tự như NPC. Đây là quy tắc của trò chơi. Theo cách nói của tiên giới thì trò chơi này là nơi bí mật để luyện tập vương trưởng lão là thổ dân của nơi này thật là dũng cảm dám đánh đệ tử cổ đạo tông chúng tôi vương trưởng lão mắng sắc mặt rất xấu ông ta không nhìn rõ lạc tú vừa ra tay như thế nào mặc dù vừa rồi thẩm tuấn phong đã giết hai người nhưng dù sao hai người đó cũng chưa gia nhập cổ đạo tông nên mới giết bọn họ nhưng người đánh thẩm tuấn phong trước mặt này không giống ban nãy dù sao thẩm tuấn phong cũng là đệ tử của môn phái cổ đạo tông của bọn họ hãy quỳ xuống ngay lập tức thừa nhận lỗi lầm của mình, nếu không sẽ chết. Vương trưởng lão lại khiển trách. Ôn quá. Lạc tú lạnh lùng nói. Mày muốn chết áp, vương trưởng lão phất tay áo, sắc mặt trở nên lạnh lùng, nhắm thẳng vào lạc tú. Sắc mặt của thẩm tuấn phong đột nhiên sáng lên, dù gì thì vương trưởng lão cũng là một NPC. Ai đã chơi game đều biết rằng nếu NPC muốn tấn công bạn, thì bạn chỉ đơn giản là không có sức mạnh để chiến đấu lại. Ha ha, Tuy rằng tôi không biết tại sao cậu có sức đánh tôi, nhưng nếu đắc tội với NPC rồi thì cậu chỉ có thể chết thôi. Thẩm Tuấn Phong nhìn Lạc Tú hả hê. mươi 359, không dám. Thiên bia có khí thế hung hăng, như thể một ngọn núi lớn rơi xuống từ trên trời, khi còn chưa hoàn toàn rơi xuống, mọi người đã cảm nhận được một luồng áp lực rất lớn, thậm chí những người mới kia đang quỳ cũng bị đè cho nằm dạp ra. Thẩm Tuấn Phong tỏ vẻ mong chờ, đây cũng là một thế mạnh của anh ta, dù rằng anh ta chưa dùng tới bao giờ nhưng vẫn chắc chắn. Vậy thì lần này anh ta lấy danh đệ tử cổ đạo tông sẽ được cổ đạo tông bảo hộ. Chết đi, Thẩm Tuấn Phong để lộ vẻ hiểm ác. NPC ra tay thì đến cả Thẩm Tuấn Phong cũng không dám phản kháng. Bụp, tấm bia rơi xuống, vang lên một tiếng xé không khí thật lớn. Nhưng Lạc Tú không né tránh, nhìn tấm bia, vất tay phải lên thật mạnh. Vương trưởng lão cười khẩy thiên bia này rơi xuống thì người đó sẽ tan thành máu thịt mất. Không có âm thanh chấn động đất trời nào cả, không có âm thanh đáng sợ nào, thậm chí không có gì cả. Tấm bia rơi xuống, lạc tú một tay tiếp lấy, theo lý mà nói cho dù anh có tiếp được nó thì đế đá dưới chân cũng vỡ nát, ít nhất cũng phải nứt ra. Nhưng không hề, lạc tú như thể đưa tay đón một phiến lá. Sao có thể thế được, vương trưởng lão sợ mất hồn, đây là tuyệt chiêu của ông ta, trong tông môn trừ tông chủ ra không ai dám đón thẳng thế này. Trả lại cho ông đấy, Lạc Tú ném mạnh tấm bia về phía vương trưởng lão. Tốc độ quá nhanh, bay thẳng về phía vương trưởng lão. Đùng, dầm, bên ngoài của cổ đạo tông là từng đợt đất sung núi lở, cổ sắc cổ hương gì sụp đổ hết, nền đá xanh nổ tung, mặt đất bị nứt thành một cái hố lớn. Không phải bia có trọng lượng, mà là sức của Lạc Tú quá mạnh. Nhưng vương trưởng lão không phải là Lạc Tú, ông ta nằm dưới hố sâu nửa người nứt toạc ra thẩm tuấn phong kinh ngạc nhìn lạc tú anh ta không hiểu lạc tú chỉ là một người mới làm thế nào mà anh có thể làm được điều này sao có thể có sức mạnh như thế được không nói tới một người chơi cao cấp như anh ta ngay cả một npc như vương trưởng lão cũng không phải là đối thủ ư sao có thể như thế được nhưng sự thật đang ở trước mắt bây giờ anh ta mới phát hiện lạc tú không phải người dễ giết như tưởng tượng của anh ta lạc tú chậm rãi đi về phía vương trưởng lão sát ý khiến người ta kinh ngạc cậu muốn giết ông ta ư thẩm tuấn phong kinh hãi nhìn lạc tú còn cần phải nói hả lạc tú hỏi ngược lại lộ ra vẻ khinh thường được vậy cậu giết cho tôi xem thử nào thẩm tuấn phong mỉm cười lộ ra vẻ châm chọc trong trò chơi kinh dị này nếu bạn giết một npc sẽ bị xóa sổ ngay lập tức theo luật chơi suy cho cùng luật chơi mới là luật trời ở đây là thần thánh một khi lạc tú bị xóa sổ cho dù lạc tú có mạnh đến đâu anh cũng sẽ phải chết ngay cả một số cao thủ cũng không thể phản kháng anh ta thực sự hy vọng lạc tú nhanh chóng giết chết vương trưởng lão nếu cậu giết ông ta cậu sẽ chết ngay lập tức thẩm tuấn phong cười điên cuồng nhưng tiếng cười của anh ta đột ngột dừng lại bởi vì lạc tú đã ra tay một chân dẫm nát đầu vương trưởng lão lạc tú vẫn đứng sững ở nơi đó không không thể nào tại sao không có sấm xét thẩm tuấn phong hoàn toàn sững sờ anh ta không hiểu nổi đây là quy tắc tại sao có người phá lệ lại không bị xóa bỏ tại sao thẩm tuấn phong miễn cưỡng hét lên tôi sẽ anh biết tại sao bởi vì chúng không dám lạc tú chỉ lên bầu trời trên đầu cậu nói gì không dám ư ở đây nó là thần thánh đấy thẩm tuấn phong hoàn toàn phát điên anh ta không tin lạc tú mặc kệ anh ta nhìn tám người đều sợ hãi ở bên kia sau đó anh cười khẩy một cái đi về phía tám người đó anh anh định làm gì khuôn mặt mấy người kia lộ ra vẻ kinh hãi dù sao thì bây giờ lạc tú có thực lực tuyệt đối để giết bọn họ làm cái gì ư lạc tú cười nhẹ các người nghĩ sao chúng ta không thù không oán chúng tôi có ai đó lắp bắp vậy sao vừa rồi các người đều muốn tôi chết đấy lạc tú vỗ đầu kẻ đó một cái đầu kẻ đó lập tức toác ra sau đó anh lại nhìn lý phương lần nữa làm ơn đừng giết tôi làm ơn lý phương khóc lóc cầu xin cô ta vẫn còn trẻ cô ta không muốn chết cô là thứ đáng chết nhất tôi đã giúp cô đấy chẳng những không cảm kích tôi còn muốn tôi chết sao lạc tú đá vào đầu lý phương lập tức khiến đầu cô ta nứt ra như dưa hấu đừng giết tôi nhà tôi nhiều tiền lắm ra thế giới thực tôi có thể cho anh tiền." Trương Nhiễm Nhiễm nhìn Lạc Tú cầu xin. "Tiền, cho dù giàu cỡ nào cũng không giàu bằng tôi đâu." Lạc Tú lắc đầu. "Gia đình tôi rất giàu có." Trương Nhiễm Nhiễm lại cầu xin. "Giàu bằng kẻ giàu nhất không?" Lạc Tú chế nhạo. Ngay khi lời nói của Lạc Tú thốt lên, Trương Nhiễm Nhiễm kinh ngạc nhìn Lạc Tú. "Anh là ai?" Trương Nhiễm Nhiễm ngay lập tức hiểu ý của Lạc Tú. "Không liên quan gì đến cô nữa rồi." Lạc Tú đá cô ta một phát, khiến cô ta chết tươi, không hề thương xót. Sau đó Lạc Tú trực tiếp giết tất cả những người đó. Nếu những người này muốn anh chết, vậy thì những người này phải chết. Chỉ là Lạc Tú vừa giết xong, đột nhiên có một đám người xông ra, đứng đầu là một lão giả mặc áo bào trắng, toàn thân rất có khí thế, lơ lửng cách mặt đất ba thước. "Cậu thật là can đảm, dám tới cổ đạo tông của tôi làm càn." Tông chủ tức giận hét lên. Tôi đã đợi ông rất lâu đấy." Lạc Tú không những không sợ hãi mà còn rất mong đợi. "Được, đây là lần đầu tiên trong hàng trăm năm qua có người dám tới cổ đạo tông của tôi làm loạn, bày binh bố trận như thế đấy." Đột nhiên, một nhóm người đứng lên, lập tức vây lấy Lạc Tú theo một phương hướng cụ thể. Nếu như nói Lạc Tú ghét gì nhất, chắc chắn phải là đánh theo đội hình, dù gì thì phương pháp này từng khiến anh chịu thiệt. Vì vậy, ngay khi nhìn thấy điều này, Lạc Tú cảm thấy rất tức giận mà đối phương lập tức di động, một thanh trường kiếm đâm tới, tuy rằng chỉ là một thanh kiếm nhẹ, nhưng lại nặng như thái sơn, lạc tú tung cú đấm vào thanh kiếm, tia lửa bắn ra như những tia chớp. chương 360, Kim Cương lưu ly thể. Ngay khi lời nói của tông chủ cổ đạo tông thốt lên, lạc tú liền động thủ. Sau khi phá vỡ đội hình, anh ngay lập tức giết vài người còn lại. Mấy người đó muốn rút lui, nhưng đã quá muộn, lạc tú trực tiếp đoạt lấy một thanh kiếm, Ánh sáng lạnh lẽo lóe lé lên, giống như một đạo quang nhảy nhót lóe lên trên mặt hồ lởm chởm, tất cả đều bị một kiếm chặn lại. Vài người đó đã rơi xuống đất ngay lập tức, trước khi chết trong mắt còn hiện lên vẻ kinh ngạc. Tông chủ Cổ Đạo Tông lập tức nổi giận. "Được, tốt lắm, dám giết người của Cổ Đạo Tông." Tông chủ vung tay áo, khí thế xung quanh đột nhiên nổi lên, chấn động bầu trời, giống như sấm sét cuồn cuộn, khiến trời đất rung chuyển. "Ha ha ha, chết, chết đi." thẩm tuấn phong nở nụ cười điên cuồng đây là một siêu cấp cao thủ khí tức kinh người giống như một con khủng long bạo chúa hình người đấy giết tông chủ cổ đạo tông siết chặt nắm đấm như có thể dung chuyển núi sông quay ngược thời gian nước chảy của một thác nước gần đó cũng ngừng lại khí thế quá khủng khiếp có khí thế dung chuyển cả núi sông lạc tú cũng không né tránh trực tiếp nghênh đón thẩm tuấn phong nhìn lạc tú nở nụ cười chế nhạo giám thách đấu thể lực với npc ở đây chỉ đơn giản là tìm cái chết quả nhiên thân thể của tông chủ phát sáng lộ ra một tầng sáng trói màu vàng kim lỗ chân lông trên toàn thân nở hết như thể cánh cửa vào cõi thần tiên được mở ra sức mạnh vô tận ập đến ngay cả lạc tú cũng giật mình kim cương lưu ly thể lạc tú trầm giọng nói sau khi nhìn thấy cảnh này anh đã ngay lập tức có nhận định mới về trò chơi kinh dị này đây chắc chắn không phải là thứ mà những hệ thống bình thường có thể nghĩ ra hiển nhiên là anh đã đánh giá thấp trò chơi này bởi vì kim cương lưu ly thể có thể được bắt nguồn từ ít nhất là trước thời kỳ tiên tần và thậm chí vào thời tây chu một sản phẩm của thời đại phong thần trong truyền thuyết cơ thể không thể phá hủy bất khả chiến bại cũng có người suy đoán rằng đó là một công pháp được tạo ra bởi hỏa thần cộng công đã được lưu truyền lại đó là thiên trụ đấy thiên trụ còn ngã xuống thì sức người phải mạnh cỡ nào? nhưng mà tông chủ trước mặt hiển nhiên còn chưa đạt tới mức đó. nếu thật sự là một kim cương lưu ly thể, lạc tú đã xoay người bỏ chạy rồi. với thực lực hiện tại của anh, nếu thật sự là kim cương lưu ly thể, có lẽ anh cũng không thể ngăn cản được dù chỉ một chiêu. nhưng cho dù không phải là kim cương lưu ly thể thật, thì nó vẫn khiến người ta cảm thấy áp lực gấp bội, thậm chí mấy cây to xung quanh cũng lập tức ngã về phía bên kia, bởi vì áp lực quá lớn bụp tia lửa bắn ra tứ phía nổ tung như sấm sét cực kỳ chói mắt giống như đòn đánh vừa rồi là tia chớp vậy hừ tông chủ cổ đạo tông hừ lạnh một tiếng không để ý tới lạc tú mà giơ nắm đấm lên lại đập xuống lần này toàn thân hắn ta như huy động được sức mạnh của núi sông biển cả không thể ngăn cản sức lực của hắn ta là vô tận lạc tú lại đón đầu nhưng anh không thể không lùi một bước xả sức ra đây là lần chiến đấu đầu tiên mà Lạc Tú ở Thế Hạ Phong phải lùi một bước. Tuy nhiên, đây chỉ là trạng thái bình thường của anh, chưa hề cởi bỏ cỗ lực lượng của Thái Hoàng Kinh đâu. Nhưng giờ đây anh bị chấn động đến mức lùi lại nửa bước, thì cũng đủ biết kim cương lưu ly thể mạnh tới mức nào. Bụp, 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 bản giao hưởng của kim loại thật sự chói tai. Những tòa nhà đổ nát xung quanh lại hứng chịu một trận đòn kinh hoàng. Tuy nhiên, mặc dù Lạc Tú có vẻ gặp bất lợi, nhưng vài trận giao tranh vừa rồi cũng khiến cho tông chủ Cổ Đạo tông không chịu nổi, khí huyết cuồn cuộn, toàn thân có cảm giác rất khó chịu. Thẩm Tuấn Phong hoàn toàn ngây người, anh ta không ngờ Lạc Tú lại mạnh như vậy. Chuyện gì đã xảy ra thế? Lạc Tú chắc chắn là một người mới vào trò chơi, một người mới có thể cạnh tranh với một nhân vật có đẳng cấp của cao thủ môn phái cổ đại sao? Ngay cả một cao thủ lão làng cũng không thể làm được. Điều này là quá khó tin. Hừm mày không thể phá vỡ phòng ngự của tao đâu khiến mày kiệt sức cũng có thể giết chết mày tông chủ đắc y nói sức mạnh phòng ngự của hắn ta thật đáng kinh ngạc không thể nào chọc thủng được nhưng lạc tú vẫn không lên tiếng chỉ tập trung vào tấn công điên cuồng vô dụng thôi tuy rằng kim cương lưu ly thể của tao vẫn chưa hoàn thành nhưng mày vẫn muốn dùng chút sức lực của mình phá vỡ nó à chỉ là mơ tưởng mà thôi tông chủ hừ lạnh một tiếng cho dù đứng ở chỗ này để cho mày đánh cũng không bao giờ có thể phá được tông chủ tự hào nói thật sao linh quang của lạc tú chợt lóe lên chấp mày một chiêu tông chủ đứng tại chỗ không né tránh nữa lạc tú đấm mạnh một cú sang đùng kim cương lưu ly thể hoàn toàn không có cảm giác như bị vỡ ra chút nào ha 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 đồ ngốc mày phụt kim cương lưu ly thể không vỡ nát nhưng tông chủ đã bị vỡ vụn hát kim cương lưu ly thể cũng tiêu tan. Nếu không sử dụng thái hoàng kiếm, thực lực của lạc tú lúc này quả thực không thể phá vỡ kim cương lưu ly thể. Nhưng anh có thể dùng chấn kinh khiến lực lượng đánh vào bên trong, đánh tan tành bên trong của tông sư. Ôi, thật là ngu ngốc, lạc tú lắc đầu. Anh cũng nghĩ rằng những người thiết kế ra trò chơi này ngu ngốc đến mức mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn và chết người như vậy. Điều này quá buồn cười. Tông chủ đã chết, cái chết có phần khó giải thích và không rõ ràng. nhưng lạc tú không có ý định buông tha cho toàn bộ cổ đạo tông. cuộc tàn sát đẫm máu bắt đầu. toàn bộ cổ đạo tông máu chảy thành sông. ở đâu cũng toàn là tứ chi bị gãy. rõ ràng lạc tú đang đổ sát cả tông phái. dù sao những người này đều là giả, cho nên không thành vấn đề. sau đó lạc tú đã tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy một miếng ngọc bội. sau khi rửa lại bằng nước sạch lạc tú có hơi chán ghét đặt ngọc bội lên chán đột nhiên rất nhiều thông tin tự động xuất hiện trong đầu lạc tú điều này khiến lạc tú bất ngờ công pháp hoàn chỉnh của kim cương lưu ly thể tuy nhiên điều này cũng khiến lạc tú có chút nghi ngờ anh không chắc luật chơi có thực sự sợ anh không hay họ cố tình dụ anh tạo ảo giác cho anh như thể họ sợ anh dù sao ngay cả công pháp của kim cương lưu ly thể mà cũng có người điều khiển đằng sau trò chơi này hiển nhiên là không thể xem thường. Chẳng lẽ đây là một nơi tập luyện bí mật của thánh địa bất hủ nào đó? Lắc đầu, Lạc Tú bây giờ không có nhiều manh mối. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 360.